Vào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1361, đại kết cục 101. Đêm lạnh như nước, những đám mây thỉnh thoảng tụ tập lại một chỗ, thỉnh thoảng lại sơ tán, những ánh sáng nhỏ cũng dần dần ẩn lui. Tòa thành trang ra lập tức rơi vào một mảnh bóng đêm, chỉ có những vệ sĩ lặng yên đi qua đi lại. Mặt trang nơi chân trời muốn giấu kín trong màn đêm, không bao lâu sau có những tiếng bước chân rõ ràng mà trầm trọng truyền đến, thậm chí mang theo âm thanh lẹt xoẹt của làn váy tím dài. Điệp y im lặng không lên tiếng, vẫn như cũ với khuôn mặt lạnh như băng, đón làn sương mù từ từ đến, theo lời trang hạo nhiên phân phó trở về nghỉ ngơi, nhưng vẫn là từ từ hướng vào rừng cây đi đến, đêm khuya chưa bao giờ ngủ liền cảm thấy, nhắm mắt lại chính là thân thể giống như bị người ôm lấy ném lên, lại hung hăng lôi kéo chính mình, không để cho mình bị ném đi, là than thể ấm áp kia. Audio điện tử võ tấn bền sương mù rơi càng ngày càng nhiều khắp rừng cây, lặng yên không có một chút tiếng vang. Điệp y tiếp tục cất bước đi về phía trước, hai tròng mắt phẳng tựa như không có ánh sáng, lại cảnh giác vô cùng. Đột nhiên một trận tiếng vang từ đằng xa như cảnh trong mơ duyền đến, tựa như ai oán sâu xa, nói chung chỉ là mang theo một mảng yêu thương. Điệp y trong nháy mắt dừng lại, hai tròng mắt lập tức lóe ra tia lợi hại, đứng giữa làn sương mù nhìn về phía trước, thân thể trong nháy mắt cứng lại, cả người dâng lên cảnh giác, thật sâu ngóng nhìn một đoàn kia, rõ ràng biết phía trước có vật khác thường, hơn nữa cơ hồ có hai sinh linh trở lên, hai tay cô nắm thành quả đấm, thật sâu nhìn về phía trước. Một trận gió dần dần thổi tới, dường như đưa trận âm thanh ai oán kia, có chút rõ ràng truyền đến. Điệp y trong nháy mắt cứng lại, trừng lớn hai mắt, nghe âm thanh ai oán kia, không thể tưởng tượng ra mắt nhìn về phía xương mù dày đặc phía trước, lần đầu tiên trong đời có cảm xúc như một người bình thường, thương, đau, vui mừng, sợ hãi, kinh ngạc nhìn về phía trước, hai tròng mắt thậm chí ngấn lệ, vẫn như cũng không thể tin tưởng, thậm chí lồng ngược truyền đến một trận thở dốc. Quả nhiên, sức gió lớn dần, trận sương mù cuối cùng cũng dần dần tan đi, lãnh mặc hàn mặc áo sơ mi cùng quần tây đen, trước giữa làn sương mù, thâm trầm mà đau lòng nhìn về phía điệp y. Điệp y hai tròng mắt dương dương, trước thấy rõ thân ảnh thâm trầm kia của lãnh mặc hàn, thật sâu mà kích động, mang theo cảm giác không thể tưởng tượng ra, lại cúi đầu thật sâu nhìn về phía bên cạnh anh kia mê đoàn. Không bao lâu sau, sương mù rốt cuộc tan đi, tức khắc hiện ra một con chó săn hoàng mau 16 tuổi, như vậy thoi thóp chỉ còn một hơi nằm bên cạnh lãnh mặc hàn. Đôi mắt to linh lợi trong quá khứ bây giờ theo sinh mệnh từ từ biến mất, mà chậm rãi nhẹ nhắm lại, đôi chân bị các loại động vật ngoại tộc khác làm gấy, theo làn sương mù nhẹ rũ xuống. Có vẻ ai oán như vậy, lại đang nhìn về hướng điệp y, dường như theo làn sương ngủ nhẹ rũ xuống nhìn thấy bằng hữu nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, lại nhẹ kêu một tiếng, muốn cất bước đi về phía trước nhưng chân sau cũng đã quẻ té trên mặt đất. Điệp y lập tức khiếp sợ mở to mắt nhìn về phía sinh linh phía trước sắp sửa đánh mất sinh mệnh của mình, không hiểu lại hồi tưởng đoạn thời gian bị nhốt trong lồng sắt, năm tháng ở trong nước, thường xuyên là than thể ấm áp kia nhích lại gần mình, mang đến cho mình ấm áp, thậm chí ở lúc mình sắp sửa bị nắm chạy, là nó ôm lấy chính mình, tùy ý để gậy sắt đâm vào chân sau của nó máu tươi lúc đó từng trận tuôn ra nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống một cô gái dường như không còn có tình cảm nhân loại lúc này nhìn về phía sinh linh già trước mặt lại tựa nhìn thấy người thân nơi cổ họng dường như nghẹn ngào đau khổ mấy thế kỷ tùy ý nước mắt từng giọt chảy xuống đứng trên mặt cỏ ẩm ướt đã lâu rốt cuộc không thể tin tưởng phi người lên giống như đứa nhỏ phi phát hướng đến sinh linh già kia nghẹn ngào kêu lên ngôn ngữ quốc gia khi đó, a ra. Cô gái này trong nháy mắt nhào tới trước mặt chú chó săn kia, đem cơ thể già nua đó ôm vào trong lòng, ngửi được mùi vị quen thuộc, lập tức lại dường như lúc bị nhốt, từng trận co quắp khàn khàn khóc. Chú chó săn kia cũng giống như biết được điệp y, chớp chớp mắt, như người thân ai oán kêu một tiếng. Điệp y đem chú chó săn kia ôm thật chặt, nước mắt từng giọt chảy xuống, vẫn như cũ siết chặt đôi chân nơi bị gậy sắt cắm vào, lúc đó máu tươi trận trận chảy xuống, cô luôn khát vọng tìm được nó, đây là mộng tưởng duy nhất trong đời của cô, là mục đích sinh tồn duy nhất. Lãnh mặc hàn lạng yên đứng bên cạnh, nhìn về phía điệp y lần đầu tiên như vậy khóc thảm thiết, hai tròng mắt anh cũng rưng rưng, nhớ tới lúc mới gặp gỡ cô bé này, cô á khẩu không trả lời được vô cùng đáng thương. Vì tìm kiếm chú chó này, trang hạo nhiên phế tận tâm tư, xuất động vô số nhân lực cùng vật lực, truy tố đến chuyện xảy ra hơn 10 năm trước, chăn chọc mới bây giờ mới đem chua chó săn cứu ra, vốn là muốn vì nó tẩy trừ thân thể, lại phát hiện nó đã bị thương vô cùng nặng. a à, ra, Điệp Y lại như vậy kích động rơi lệ ôm chặt chú chó săn kia, ngửa mặt rơi lệ, lại dường như giải quyết xong tâm nguyện trong cuộc đời mình, cuối cùng đem chôn giấu trong thế giới của chính mình, như được thả ra. Mấy người Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhao nhao đứng trong rừng cây nhìn về phía Điệp Y như vậy kích động rơi lệ, các cô cũng nhao nhao rơi lệ. Trang Hạo Nhiên thì dừng đứng trước sân phơi nhìn về phía than ảnh nhàn nhạt của Điệp Y, hơi lộ ra nụ cười. Trên thế giới này, xác thực, phàm là người không tôn trọng sinh linh, liền không có cách nào có thể sống trong tình cảm sâu sắc nhất, cái loại tình cảm mà nỗ lực mới có được ý nghĩa tận cùng. Thời gian dần dần trôi qua, vô luận người sống như thế nào, thời gian đều khoái trá chạy trốn. Trang Hạo Nhiên vẫn kiên định nghỉ ngơi tròn 3 tháng, này có lẽ từ quá khứ đến bây giờ là kỳ nghỉ dài, 3 tháng này, anh sẽ tận tâm tận lực làm bạn với bà xã mình, mỗi ngày sớm một chút cùng bà xã ăn cơm, còn bữa tối đều là anh tự mình nấu nướng. Thậm chí thừa dịp này thật tốt làm bạn, chăm sóc cho ca mẹ mà thai nhi trong bụng đường khả hinh, mỗi một ngày đều lớn lên, được cha chăm sóc xác thực nhìn so với bình thường rất tốt. Mà sau khi trải qua 3 tháng đầu của thai nhi, vì ở trong nhà thực sự quá lãng phí thời gian, liền muốn phục chức đi làm mấy tháng. Bắt đầu trong nhà mỗi người đều không tán thành thế nhưng chủ nhiệm khoa cảm thấy, tình trạng thân thể người mẹ hiện tại rất tốt, thỉnh thoảng đi làm phân tán thời gian lo nghĩ khi mang thai, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, cho nên đường khả hình liền vui sướng trong sự bảo vệ cẩn thận từng ly từng tí của người hầu, thật vui vẻ đi làm. Mặc dù thỉnh thoảng hai bảo bối có vẻ có chút mệt mỏi, nhưng loại cảm giác này càng thêm kiên định, nhưng cử động này đều khiến cho mấy người tưởng thiên lỗi sợ hãi. Có đôi khi, mời dự họp hội nghị của bộ dựa vụ, tưởng thiên lỗi ngồi ở vị trí chủ trì, nhìn khuôn mặt đường khả hình khẽ nhúc nhích liền cho rằng cô muốn sinh, tức khắc thật khẩn trương kêu thầy thuốc, thậm chí còn là cẩn thận từng ly từng tí đỡ cô tiến vào thang máy. Thỉnh thoảng, đường khả hình lúc phải kiểm tra thai kỳ, trang hạo nhiên còn đang họp chưa kịp qua. Tô Thủy Kỳ liền sẽ đích thân mở ra Land Rover, bồi cô tới bệnh viện trước, nhìn mấy bác sĩ đồng nghiệp kiểm tra cho bảo bảo, nói hai bảo bối này ở trong bụng mẹ phi thường ngoan, phi thường khỏe, hơn nữa tiếng tim thai đập chính là càng ngày càng mạnh, hai người bọn họ nghe được một trận vui sướng. Sáu tháng tờ siêu âm thứ nhất lúc đi ra, trang Hạo Nhiên thích động kinh nghỉ sắp ngất đi, cầm tấm ảnh siêu âm nhìn hai bảo bối ở bên trong thần kỳ như vậy, anh thật sâu thở phì phò, thật muốn cho mình một cái bạt tai mới có thể kiên định tỉnh táo lại. Thậm chí còn cầm tấm ảnh này đưa đến trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, cũng không quản người ta bận hay rảnh liền nói, anh xem một chút, đây là tay của Bảo Bảo, đây là chân của Bảo Bảo anh nói cho cùng là con trai hay là con gái, nam giống anh, nữ giống tôi thật tốt. Phốc, tưởng thiên lỗi một trận phẫn nộ nện bút máy xuống, nhìn về phía trang hạo nhiên kia dáng vẻ như bệnh tâm thần, vốn là muốn mắng chửi người, lại trực tiếp nhượng thành, nam giống cậu, nữ giống tôi. Phốc, đông anh cùng mấy chục thư ký một trận cười trộm đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Đường khả Hinh ở thời điểm bảo bảo được 6 tháng, bụng đã khá lớn, thỉnh thoảng bảo bảo rốt cuộc bắt đầu đá vào bụng cô, đem Trang Hạo Nhiên hù chết. Anh một trận kích động cúi người mặt dán tại bụng bà xã mình, thậm chí nghe thấy âm thanh thì thầm bên trong, anh hưng phấn nói bảo bảo ở bên trong uống nước, thỉnh thoảng tay anh nhẹ vuốt cái bụng, cảm giác có cái tay nhỏ bé nhẹ đụng vào lòng bàn tay mình, càng thất thần mở to mắt, nói, lại đá anh. Đường khả hình nâng mí mắt nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn ánh mắt kia của bà xã, hai mắt của anh hơi lưu truyền, rất trá dị nói, thực sự. Là đạp anh mà, đường khả hình một trận không nói gì nhìn về phía trang hạo nhiên bật cười nói xong liền cố ý không để ý anh đi ra ngoài trang hạo nhiên cũng vội vàng cùng bà xã ra phơi nắng lúc này đã là đầu mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở một mảnh vui mừng rào rạt thỉnh thoảng nhìn thấy trong nhà có khách người mang đến tiểu nam hài đáng yêu mặc áo t-shirt màu trắng cùng quần jean màu xanh nhạt trong tay ôm một quả cầu nhỏ cười đi tới đi lui hai chồng mắt anh lóe lên tia sáng đứng giữa sân phơi kiểu âu đón ánh mặt trời sáng lạn, giống như người trang nghiêm khắc nhìn về phía đứa bé trai kia, im lặng không lên tiếng, về sau quả cầu nhỏ kia lăn tới chân của anh, anh nhìn kia bảo bối kia vội vàng chạy tới nhặt bóng, anh bất động mà đem cầu đá đi rồi, sau đó mới xoay người ly khai. Cậu bé nhỏ kia bộc lộ vẻ mặt kia nghi hoặc, dừng trên mặt cỏ nhìn về phía trang hạo nhiên. Đường khả hình đứng trên mặt cỏ nhìn về phía bong lưng nghiêm nghị của Trang Hạo Nhiên, hư một tiếng, chính cô vội vàng chạy tới, đem quả bóng kia nhặt lên bộc lộ nụ cười ngọt ngào đem quả bóng kia đưa cho cậu bé nhỏ thậm chí nhẹ nhàng ngọt ngào nói gọi mẹ gọi mẹ cậu bé nhỏ cười ôm bóng đi ra trang ra có hai phòng trẻ con trang hạo nhiên thường xuyên sống trong phòng tiểu công chúa một hồi thêm cái này một hồi thêm cái kia thế nhưng phòng của tiểu vương tử anh chưa bao giờ đi vào chỉ là thỉnh thoảng mưa xa gió giật anh nhớ tới cửa sổ sát đất căn phòng kia chưa có đóng liền vội vàng bò dậy đi qua thậm chí còn đem rèm cửa kéo lên, rất lâu sau đó đều không thấy người đi ra. Đường Khả Hinh nằm trong chăn, dường như hiểu được một chút tâm tư của chồng mình, nhịn cười không được. Thời gian chính là như vậy trôi qua, người thì đoán là hai nam bảo bảo, người thì đoán là hai nữ bảo bảo, cũng có thể là long phượng thai một nam một nữ. Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, ân Nguyệt Dung ở lúc đường Khả Hinh mang thai tháng thứ 8, bắt đầu càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng khẩn trương. Vừa mới bắt đầu còn nói để con trai và con dâu tách ra ngủ, ngày hôm sau liền khẩn trương không kiên trì được, bà hiện tại thậm chí muốn chuyển giường ngủ của con dâu đến gần mình, rất sợ cô đột nhiên đau bụng. Diệp Mạn Nghi cùng mọi người nhìn bộ dáng này của bà, cũng không khỏi bật cười, thế nhưng mọi người cũng bắt đầu càng ngày càng khẩn trương, chỉ cần Đường Khả Hinh có chút hoạt động nhỏ, tất cả mọi người đều muốn cẩn thận để ý, liền ngay cả Trang Ngải Lâm có lần đánh vỡ bình hoa cổ, làm Khả Hinh giật mình thiếu chút nữa sinh non. Ân Nguyệt Dung đem cô đuổi ra khỏi nhà, mình cũng là sợ đến một thân đầy mồ hôi. Di lý cũng tối ngày bận rộn, bắt đầu đem rượu bác dịch đưa đến, một chai một chai lấy ra, còn lại người hầu mà đã có kinh nghiệm mang thai đứa nhỏ Dĩnh Hồng và Giai Kỳ, càng thường xuyên làm bạn bên người bà Nguyệt, học tập chiếu cố đứa nhỏ. Diệp Mạn Nghi cùng tưởng Vĩ Quốc cũng bắt đầu từ từ đều hướng về trang gia, liền ngay cả tưởng Thiên lối cùng mọi người, cơm chiều đều phải ăn ở trang gia, rất sợ bỏ lỡ thời khắc bảo bảo sinh ra. Tuyết Nhi từ lúc được Uyển Thanh trị liệu, sau khi khôi phục bình thường liền mất đi năng lực biết trước, thế nhưng mọi người đều yêu hỏi cô khả hình sinh nam hay là sinh nữ, cô cũng hiếp mắt cười lắc đầu. Thời gian rốt cuộc bước vào tháng thứ 9 vô cùng khẩn trương. Hạng mục công trình khách sạn dưới nước chính là tiến hành bình thường theo tiến rộ thời gian. Trang Hạo Nhiên bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn, lại bận rộn rất nhiều, còn là phải chăm sóc bà xã tháng cuối cùng thời kỳ mang thai, cho đến ngày bước vào đầu hạ bà xã muốn làm kiểm tra lần cuối trước khi sinh, anh mới ký xong hết văn kiện rồi chuẩn bị xuất phát, lại không hiểu sao bút máy trong nháy mắt gãy đôi, mực hắt lên toàn bộ văn kiện trị giá 13 triệu, anh kỳ quái cầm bút máy lên nghĩ, chuyện gì xảy ra vậy? chương 1362, Đại kết cục 102 Lão Đại, đã đến giờ đưa Khả Hinh đi khám thai rồi. Tiêu đồng tay cầm văn kiện, trên mặt nở nụ cười đi tới. Trên mặt Trang Hạo Nhiên không biểu lộ vui buồn, cầm trên tay văn kiện 13 triệu, nhìn hàng chữ xanh bị nhòe kia, nhíu mày, nói thật không dễ dàng gì mới ký được hợp đồng này, cứ như vậy liền bị nước mực làm hỏng, thật là phiền toái lớn mà. Bút máy này bị làm sao vậy? Đang êm đẹp, sao tự dưng lại hỏng? Tiêu Đồng cũng có chút khó hiểu nhìn về phía tập văn kiện quan trọng kia, đúng vậy, bút máy này anh cũng dùng lâu rồi, sao đột nhiên lại bị hỏng chứ? Mặc kệ đi, Trang Hạo Nhiên thở hắt trực tiếp ném bút máy cùng phần văn kiện lên trên bàn làm việc, cầm lấy khăn tay lau lòng bàn tay, sau mới cầm âu phục mặc vào, cài xong nút áo nói, cô soạn lại một phần văn kiện khác, rồi hãng đưa đến tổng công ty xét duyệt, sau đó mang sang bên bộ phận thiết kế lập kế hoạch rồi mang trở lại đây. Vâng, tiêu đồng mỉm cười. Trang hạo nhiên lại thở dài, hôm nay kỳ thật anh cũng có chút lo lắng, dù sao cũng là bồi đường khả hình đi kiểm tra một lần cuối cùng. Trong khoảng thời gian này người trong nhà càng lúc càng khẩn trương, ngay cả trang tính vũ ngẫu nhiên buổi trưa cũng sẽ chạy về, càng không cần phải nói đến ân Nguyệt Dung cả ngày ở bên Khả Hinh, chỉ hận không thể làm người hầu cho con dâu, chỉ sợ vạn nhất xảy ra điều gì không may đối với Bảo Bảo. Hôm nay Trang Ngải Lâm vốn định sang Pháp nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại lùi thời gian lại. Lúc trước ở khoa phụ sản cũng từng có bà mẹ mang thai đôi khả năng vẫn luôn sinh sớm hơn mấy bà mẹ bình thường vài ngày. Đương nhiên ai cũng hy vọng đứa trẻ sẽ được đủ thằng sinh ra, cũng may hai bảo bảo ở trong bụng mẹ vẫn vô cùng khỏe mạnh, số lần máy thai cũng bình thường giống như bao đứa trẻ khác. Cửa thang máy trong nháy mắt mở ra, Trang Hạo Nhiên lập tức đi vào, Tiêu Đồng cũng thuận tiện theo sau. Trang Hạo Nhiên thuận tay đè nút ấn, thang máy liền đi xuống, không bao lâu sau liền, kẹt, một tiếng, bên trong thang máy rơi vào một mảng tối, di chuyển cũng theo đó mà dừng lại. Làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tất cả các thang máy khác cũng đều tối thui, dừng lại, anh liền kinh ngạc vài chục năm qua cũng không bị là sao, hôm nay tự dưng sao lại như vậy. a à, đúng vậy, tiêu đồng cũng kỳ quái bấm chuông báo nguy của thang máy, nghi hoặc nhìn xung quanh. Khách sạn Á Châu, một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng lại, lái xe nhanh chóng ra phía sau tôn kính mở cửa xe. Đường khả hình một thân váy bầu màu xanh cánh sen, nụ cười dịu dàng ngọt ngào, sau khi được thi ngữ cùng giai kỳ nâng xuống, liền gắng gượng vác theo bụng bầu 9 tháng bước lên thảm đỏ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cả khách sạn Á Châu như lâm vào khủng hoảng, điện áp không ổn định, bóng đèn nháy liên tục, mấy chiếc đèn thủy tinh có cảm giác như sắp nổ tung. Các cô đều kinh ngạc ngẩng đầu, chuyện này chưa từng xảy ra ở khách sạn Á Châu, rốt cuộc là vấn đề gì đây? Chuyện này là sao? Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ánh đèn nơi đại sảnh khách sạn, cô vừa đi vừa nghi hoặc hỏi. Có thể là điện áp không ổn đi, giờ đã là cuối mùa xuân, mưa cùng sấm sét cũng sắp đến rồi thi ngữ cũng chỉ có thể giải thích như thế. Đường khả hình có chút bất an nhìn tưởng thiên lỗi đang đi từ phía thang máy ra thị sát tình huống, cô lập tức điềm đạm gọi nhỏ tổng giám đốc tưởng. Tưởng thiên lỗi vừa nguồn đi hỏi xem bên bộ phận kỹ thuật rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy giọng nói của khả hình. Thời điểm anh xoay người lại đã nhìn thấy cô một thân váy bầu lam nhạt, mái tóc dài đến eo, khuôn mặt vẫn tươi cười ngọt ngào ấy, khí chất vẫn dịu dàng thanh thoát ấy đang ngóng nhìn anh anh liền nở nụ cười đi về phía cô cất giọng quan tâm hỏi, "Lúc này em đến đây làm gì?" "Em qua cùng Hạo Nhiên theo giúp em đến bệnh viện khám thai." Đường Khả Hinh nói. Tưởng Thiên Lỗi liền hiểu rõ, cười gật đầu, "Nếu không, anh dẫn em đến phòng nó nhé." "Không cần, em ở đây ngồi một chút, cảm giác thời tiết có phần ấm áp, em ngược lại có chút không thích ứng được, miệng hơi khô." Đường Khả Hinh mỉm cười nói, "Vậy qua chỗ này nghỉ một chút đi." Tưởng thiên lỗi mỉm cười vươn tay, nâng đường khả hình đi về phía ghế trở bên trái đại sảnh, chọn cho cô vị trí tốt nhất, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó kêu người chuẩn bị một ít điểm tâm cũng nước ấm. Đường khả hình vừa ngồi xuống liền nhìn thấy một nhân viên phục vụ đang cầm một quả táo màu hồng siêu bự, chuẩn bị cắt bỏ vào đĩa hoa quả, cô liền muốn ăn. Tưởng thiên lỗi nhìn thấy cô muốn ăn, liền gọi nhân viên phục vụ kia tới, cầm lấy quả táo cùng dao găm, sau khi tỉ mỉ gọt xong liền cắt thành những miếng nhỏ, bày lên đĩa sau lại lấy cái dĩa mà hôm nay hoàng tử Anh Quốc đã tặng trong một bộ dụng cụ ăn ra, xiên một miếng đưa tới cho cô. Wow, cuộc đời em có thể ăn được miếng táo do đích thân tổng giám đốc tưởng gọt, thật sự là vô cùng vinh hạnh a. À? Đường khả hình mỉm cười như cố ý trêu anh. Sao thế, sau này muốn ăn mỗi ngày đều có. Tưởng thiên lỗi nói xong, liền đưa một miếng tới trước mặt đường khả hình, nào, ăn đi. Từ từ ăn. Được, anh nếu vội thì cứ đi đi em biết anh đang bận xem tại sao đèn điện lại như vậy đường khả hình cầm miếng táo bên cạnh đưa lên môi mới mỉm cười nhìn về phía người đàn ông trước mặt vâng cảm ơn phu nhân tổng giám đốc tưởng thiên lỗi nói đùa đường khả hình một câu xong liền nhanh chóng đứng lên sang bên kia đại sảnh hỏi kỹ sư xem tại sao đèn lại như vậy vị kỹ sư kia cũng không rõ lắm cũng đang muốn đến xem xem là tại sao từ trước tới giờ chưa từng xảy ra tình huống như thế này Tưởng Thiên Lỗi nghe thấy vây liền cũng kỹ sư đi vào phòng theo dõi. Vừa rồi chỉ nghe thấy máy biến thế phịch một tiếng, tất cả các máy theo dõi cũng tắt theo, tất cả hệ thống bảo vệ cũng đóng lại, thang máy bị đình chỉ, mọi người không ra cũng không vào được. Tới cùng là chuyện gì đây? Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối bao trùm, trong lòng có chút lo lắng bất an. Đường Khả Hinh vừa mới đặt được miếng táo vào miệng thì liền thấy bóng đèn lại nhấp nháy liên tục thậm chí có nhiều chỗ còn vang lên cảnh báo, cô thấy lạ ngẩng đầu, nhìn tình huống xung quanh ai, này. Đến cùng là bị làm sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Thi ngữ, sai kỳ, cùng tất cả mọi người đều không hiểu hai mắt nhìn nhau. Đường khả hình cũng muốn đứng dậy xem tình hình, nhưng ai biết vừa mới để cái dĩa xuống liền cảm thấy bụng truyền đến một trận đau đớn như kim châm sen lẫn cảm giác như bị điện giật, khiến mồ hôi cô chảy ròng ròng. chỉ có điều trận đau đớn này rất nhanh đều biến mất cô thở hổn hển cảm giác đau đớn kia đã dịu đi lại thấy thi ngữ cũng mọi người đang để tâm đến chuyện bên kia cô cũng không tiện lên tiếng nữa cô thong thả ngồi lại trên ghế sofa điều tức lại hơi thở từ từ hít vào thở ra đường khả hinh thở dài nhẹ nhõm một hơi tiện tay muốn lấy cốc nước trên bàn trà uống một ngục dưới bụng lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt khiến cô trong nháy mắt không chịu nổi kêu lên a à, đau quá dĩnh nhi Dài kỳ cùng thi ngữ ba người lập tức xoay người lại, nhanh chóng đi về phía đường khả hình đang ngồi trên ghế sofa, tay còn đang đặt trên bụng, đau đớn kêu lên. Các cô khẩn trương nhào tới trước mặt cô, thiếu phu nhân. Cô sao vậy, xác định là đau bụng đẻ sao? Đường khả hình hồn hển hít thở, cảm giác ở bụng càng ngày càng đau, nước mắt không nhịn được ứa ra, cô vội vàng gật đầu, thống khổ kêu rên, hình như là vậy. Trời à, hôm nay lại đúng lúc còn chưa tới khám bác sĩ. Gia Kỳ thấy cô đau đớn như vậy liền nói, thiếu phu nhân chỉ sợ muốn sinh rồi. Thi ngữ cùng dĩnh nhi tức khắc chừng to mắt, nhất thời sợ tới mức không thốt nên lời, run rẩy một hồi, mới khẩn trương đỡ cô dậy, để cao âm thanh, nhanh đến bệnh viện. Nhanh! Đường khả hình trong nháy mắt nắm chặt bàn tay của Dĩnh Nhi, cảm giác đau đớn so với trước ngày một mãnh liệt hơn, cô liền thở dốc, ánh mắt nghẹn ngào, hạo nhiên. Hạo nhiên, hiểu rồi, hiểu rồi, Thi ngữ biết khi người phụ nữ sinh, người mong muốn ở bên cạnh lúc này nhất chính là chồng mình. Vì vậy cô liền đứng dậy hô to, người tới a. À. Trang phu nhân muốn sinh rồi. Tất cả nhân viên ở đây nhanh chóng tản ra đi tìm tổng giám đốc trang cùng bác sĩ của khách sạn a. À. Lời này vừa vang lên, tất cả nhân viên trong đại sảnh đều hoảng lên. Quản lý từ trạch minh nghe thấy thế, lập tức xông tới xem tình huống chỗ đường khả hình. Sau đó lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay gọi điện thoại thông báo cho trang Hạo nhiên còn anh thì nhanh chóng chạy tới phòng cứu thương tìm bác sĩ. Vừa vặn lúc này, đám người Lam Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành đi học trở lại, nghe thấy đường Khả Hinh muốn sinh, bọn họ lập tức chạy như bay tới, Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi ở trên trên sofa, đau đến một trận hoa mắt chóng mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi con người tán loạn, bàn tay vẫn như cũ nắm chặt lấy tay Dĩnh Nhi kêu dên hạo nhiên. Hạo nhiên, trời à, sắp sinh rồi, Tô Lạc Hoành nhìn thấy bộ dáng này của đường Khả Hinh, liền thấy vừa thương vừa vội, lãnh mặc hạn lúc này cũng nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Nhân viên đứng trong thang máy dừng tại tầng 18 đang muốn mượn lực mở cửa ra thì đúng lúc này ánh đèn vụt tắt. Mà Trang Hạo Nhiên cũng tiêu đồng đứng ở bên trong thang máy cũng đầu đầy mồ hôi, anh đang lo lắng đường khả Hinh không biết đã phải chờ bao lâu rồi. Lão đại, thanh âm tô lạc hoành đâu đó ở bên ngoài thang máy kêu to, khả Hinh muốn sinh rồi. Cô ấy hiện tại đang ở đại sảnh, sắp sinh rồi. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên trong, nghe thấy thế, toàn thân trong nháy mắt run rẩy, khẩn trương gầm lên cái gì. Chương 1363, đai kết cục 103. Tưởng ra, Diệp Mạn Nghi lặng lặng ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn về phía mệnh lý sư chậm rãi nói, ông lần trước nói đến đỉnh lưu hương của đường ra chợt nổi lửa, là bởi vì đường ra không chịu nổi hai mệnh rồng, kia. Cặp rồng có khả năng biểu thị hai bảo bảo trong bụng khả hình không? là hai con trai, phải biết, con bé sắp sinh rồi, trang gia muốn chuẩn bị đến khấu tạ tổ tông, còn muốn làm lễ rửa tội, tất cả điều này chúng ta đều phải chuẩn bị thỏa đáng. Mệnh lý sư nghe lời này, lập tức mỉm cười nhìn Diệp Mạn Nghi nói, tưởng phu nhân, tôi lần trước cũng đã nói. Đỉnh lư hương của đường ra nổi lửa, không chịu nổi hai mệnh rồng, đó là bởi vì Tổng Giám Đốc Trang vốn chính là mệnh cửu ngũ trí tôn, ngài ấy chính là một con rồng trong đó. Diệp Mạn Nghi hơi lưu chuyển hai tròng mắt nghĩ ngợi, lại ngạc nhiên nhìn về phía mệnh lý sư nói, vậy ý của ông là. Mệnh lý sư lộ ra thâm ý nhìn Diệp Mạn Nghi nói, lúc đó lúc đó khi Tổng Giám Đốc Trang vượt qua ải, lư hương chợt nổi lửa, ba người chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, kim long trên nóc nhà đường ra xoay quanh, kim phượng thẳng tới tầng mây màu tím tận chân trời. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, trong nháy mắt bộc lộ vẻ kinh hỉ cùng kích động tươi cười, hơi gật đầu. Điện thoại lúc này, chợt vang lên, quản gia tiếp điện thoại, ngay lập tức đi tới nhìn về phía Diệp Mạn Nghi vừa khẩn trương vừa vui mừng nói, phu nhân, tôi vừa nhận được điện thoại, nói trang thiếu phu nhân sắp sinh rồi. Cái gì? Diệp Mạn Nghi nhất thời khiếp sợ xoay người, nhìn về phía quản gia. Bên trong thang máy tòa nhà hoàn á, Trang Hạo Nhiên nghe nói đường khả hình sắp sinh, anh tức khắc vừa kích động lại vừa khẩn trương hô bên ngoài, sai người nhanh chóng mở cửa ra, chính mình lại nhanh chóng cởi âu phục, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi vươn tay cũng dùng lực mạnh nhất cùng người bên ngoài người nội ứng ngoại hợp cùng nhau kéo hai cánh cửa ra, ai biết cửa này vô cùng chắc chắn khiến cho gân tay nổi lên nhưng cánh cửa vẫn bất động. Anh thực sự không còn biện pháp nào, lại khẩn trương kêu lên, tổng giám đốc tưởng đâu. Tô Lạc Hoành cùng lãnh mặc hàn trái phải xuất hiện bên thang máy, cả người đầy mồ hôi vừa nói, tổng giám đốc tưởng cũng bị vây, điện thoại cũng không liên lạc được. Tất cả mọi thứ trong khách sạn Á Châu của chúng ta so với bên ngoài vô cùng kiên cố. A à, Trang Hạo Nhiên sốt ruột nâng tay đập vào cửa kính trong suốt, lại nhanh chóng cùng mọi người liên thủ cố gắng dùng sức lực lớn nhất mở cửa ra, biết Khả Hinh lúc này khát vọng mình ở bên cạnh, anh lại đau lòng nói, thực sự không có cách nào, các ngươi trong đó phái một người mau chóng quay lại, nói với Khả Hinh để cho cô tới bệnh viện trước, tôi sau đó sẽ tới, hiện tại bảo bảo quan trọng hơn. Được, Tô Lạc Hoành nghe xong, liền mau chóng xoay người hướng đến đại sảnh khách sạn Á Châu chạy đi, Lãnh Mặc Hàn cùng mọi người tiếp tục cố gắng mở cửa thang máy. Đại sảnh khách sạn Á Châu, mọi người cũng không dám tới gần nhiều, nhao nhao khẩn trương nhìn, bác sĩ cùng y tá của khách sạn nhanh chóng đi tới, đầu tiên là kiểm tra xem nước ối của Đường Khả Hinh đã vỡ chưa, cũng đã bắt đầu có dấu hiệu, liền đề đề nghị phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Đường Khả Hinh lại vào giờ khắc này, cả người cô đau đến nỗi cả thân đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt rưng rưng hỗn loạn nhìn về phía trước, chưa từng có như vậy khát vọng người đàn ông kia ở bên người. Cô tiếp tục túm chặt ống tay áo của Dĩnh Hồng, thở dốc, hít thở không thông gọi. Hạo nhiên, hạo nhiên, thi ngữ nước mắt đã chảy xuống, hiểu được tâm tư của đường khả hình, nhưng vẫn là nhìn về phía cô nghẹn ngào khẩn trương nói, thiếu phu nhân, tổng giám đốc trang có khả năng thật sự có việc chưa thể đến được, chúng ta tới bệnh viện trước đi. Ngài sắp phải sinh rồi, bảo bảo quan trọng a. À. Đường khả hình nặng nề thở dốc, nước mắt chảy xuống, nhìn con đường mơ hồ phía trước, cả người đã đau đến hoa mắt, bàn tay rốt cuộc chậm rãi buông ống tay áo của dĩnh hồng ra. Bang 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 phanh, cầu thang xoắn ốc tòa nhà hoàn á, bang bang chuyển đến một trận âm thanh lo lắng chạy xuống tầng. Trang hạo nhiên rất nhanh mà mãnh liệt hướng cầu thang phi xuống, vừa chạy vừa nghĩ đến bà xã sắp sinh, trước hết không rõ ở đại sảnh khách sạn Á Châu là tình huống gì chỉ đành nhanh chóng lao xuống, Chạy đến cả thân đều là mồ hôi, hai chồng mắt lóe ra kịch liệt, trong miệng luôn mồm gọi, "Khả Hinh, Khả Hinh." Chiếc xe Rolls-Royce nhanh chóng lái tới trước cửa khách sạn Á Châu, tài xế nhanh chóng mở cửa xe, bác sĩ cùng y tá tự mình đỡ đường Khả Hinh chậm rãi đứng dậy. Lâm Sở Nhai vừa muốn ôm lấy cô chuẩn bị lên xe, lại vào giờ khắc này nghe thấy bên trong đại sảnh truyền đến tiếng kêu kịch liệt, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh vừa đau đến hít thở không thông muốn ngất đi mới chịu theo lâm sở nhai chuẩn bị đến bệnh viện, lại nghe được âm thanh quen thuộc kia, trong nháy mắt cô quay đầu lại, hai tròng mắt dương dương nhìn về phía trước. Trang hạo nhiên vừa nóng vừa mệt đầu đầy mồ hôi, thở dốc chạy vào đại sảnh khách sạn, nhìn về phía dáng vẻ vô cùng đau đớn của bà xã mình, sắc mặt tái nhợt, anh tức khắc đau lòng chạy tới, vừa chạy vừa khẩn trương gọi cảm tạ trời đất, rốt cuộc tôi cũng chạy tới. Đường khả hình hai tròng mắt dương dương nhìn về phía ông xã mình xuất hiện, cả người tức khắc được ấm áp vây quanh, nghẹn ngào gọi, hạo nhiên. Khả hình, trang hạo nhiên nhanh chóng xuất hiện trước mặt bà xã, trong nháy mắt nhanh chóng đem cả người cô ôm lấy, thật nhanh hướng tới Ron Roy đi đến, vừa ngồi lên vừa phân phó tài xế, mau. Đến bệnh viện, sở nhai cậu lập tức thông báo với người trong nhà và Thủy Kỳ. Được, mấy người lâm sở nhai ngồi trên một chiếc xe khác, bèn nhanh chóng vừa ngồi lên xe, vừa thở dốc lấy điện thoại di động ra, khẩn trương gọi điện thoại. Trang gia. Ân Nguyệt Dung đang đứng bên trong hầm rượu nhìn gì Lý cùng người hầu chính đem rượu gạo bỏ vào bên trong một chiếc bình thủy tinh. Bác Phúc nói thân thể khả hình có tính hàn, đến lúc đó ở cứ nên ăn nhiều cái rượu gạo ủ 8 tháng, có lợi cho thân thể. Bà nhìn mấy người hầu động tác chậm chạp, nhịn không được nhấc phái lên, chính mình cúi người xuống cầm lên cái thìa, múc lên từng thìa cái rượu gạo. Một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến, có một người hầu nhanh chóng đi tới, Khẩn Trương nói: "Phu nhân, vừa rồi người bên tổng giám đốc trang gọi điện thoại qua đây, nói thiếu phu nhân sắp sinh rồi. Cái gì, ân nguyệt dung lại một trận hoa mắt, cả người thiếu chút nữa ngã trên mấy bình cái rượu gạo, hạnh phúc được gì lý đỡ dậy, bà lại một trận kích động, vừa hưng phấn vừa khẩn trương kêu lên, sắp sinh rồi. Mau, mau thông báo cho lão gia và tiểu thư, chúng ta cũng nhanh chóng đến bệnh viện, mau. Vừa nói xong, bà liền ném cái thìa đi, nhanh chóng đi ra ngoài vợ chồng đường trí long cùng mấy người nhã tuệ nghe nói đường khả hình sắp sinh, đều nhanh chóng mà khẩn trương vội vội vàng vàng hướng bệnh viện đi tới. Mấy gia đình đều nhanh chóng hướng đến bệnh viện chạy tới. Bệnh viện, viện trưởng tức khắc dẫn vô số bác sĩ khoa phụ sản, hạ lệnh tức khắc phong tỏa toàn bộ khu vực VIP, triệu tập bác sĩ phụ sản cùng những hộ lý giỏi nhất ưu tú nhất, nhanh chóng hướng đến đường cấp cứu. Tô Thủy Kỳ mặc màu áo bác sĩ cũng theo mọi người đi về phía trước, vừa mới bước ra cầu thang cũng đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên khẩn trương ôm đường khả hình nhanh chóng đi xuống khỏi xe Ron Royce, đem cô thuận lợi đặt lên bàn cấp cứu đã chuẩn bị sẵn. Viện trưởng cùng mọi người nhanh chóng cùng mấy người nhanh chóng tiến lên. Bác sĩ trước hết nhanh chóng vươn tay kiểm tra bụng đường khả hình, liền nhanh chóng nói, hiện tại nước ối vỡ càng ngày càng nhiều, không có thời gian đến phòng chờ sinh làm kiểm tra rồi. Mau, trực tiếp đưa đến phòng sinh. Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt bước tới trước mặt đường khả hình, nhìn sắc mặt cô tái nhợt đau đớn đến hít thở không thông anh nhanh chóng nắm chặt tay cô nói khả hinh em phải nhớ đi vào phong sinh không cần khẩn trương không cần phải sợ tất cả liền theo bác sĩ nói mà làm hiểu chưa đường khả hinh nặng nề nuốt khan nơi cổ học tùy ý để mồ hôi lạnh trận trận chảy xuống thân thể đau đến thở không được nhưng vẫn là chậm rãi mà thống khổ gật đầu mau đưa sản phụ đi viện trưởng lo lắng thời gian không còn kịp tự mình chỉ huy Mọi người nghe lời này, tức khắc đồng thời đẩy giường bệnh nhanh chóng hướng phòng VIP đi đến. Vô số y tá đã đổi áo phẫu thuật, mang găng tay xong, mà hộ lý của sản phụ sau khi sinh, hộ lý của em bé sau khi sinh cũng đã tụ tập cùng một chỗ, cũng nhau nhau mặc vào áo phẫu thuật, mang khẩu trang, phòng trẻ con độc lập đã chuẩn bị xong. Trang Hạo Nhiên khẩn trương rụng rời cả cổ họng, vừa hướng phòng sinh đi đến vừa nắm chặt tay bà xã, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đau đớn đến hoa cả mắt anh cũng đau lòng lo lắng, khẩn trương nói không nên lời, vừa đi vừa khẩn trương nói, khả hinh. Vô luận như thế nào anh vẫn ở bên cạnh em, em không cần khẩn trương. Nghe lời bác sĩ nói, anh biết, anh khiến em chịu khổ rồi. Đường khả hinh nghe lời này, cảm giác một vòng đau đớn thật lớn mà dũng mãnh tập kích đến, cô lại vẫn như cũ chăm chú nắm chặt tay trang hạo nhiên. Nặng nề cơ hồ không thể chịu đựng được thống khổ nói. Hạo nhiên, cả đời này, em có thể vì anh mà đau đớn, em hạnh phúc, em vui vẻ, không cần lo lắng cho em, dù có chút khổ, có chút đau, tự em có thể chịu được. Em đã làm xong tất cả chuẩn bị, anh không cần lo lắng. Trang hạo nhiên nghe lời này, khẩn trương cảm động, hai tròng mắt rưng rưng. Mọi người cùng đẩy đường khả hình đi về phía trước, lại đi ngang qua hành lang thật dài, hai ánh đèn màu trắng bỗng nhiên lóe ra, dường như điện áp không ổn định. Mọi người kỳ quái ngẩng đầu, kỳ quái không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả Trang Hạo Nhiên cũng kỳ quái nghĩ, đáng chết, rốt cuộc có chuyện gì thế? Lời vừa mới dứt, ngoài cửa sổ tức khắc gió thổi cuồn cuộn, vô số cây đại thụ cành lá đung đưa, không bao lâu sâu, mưa rền gió giữ nhanh chóng kéo tới. Vào lúc này mấy chiếc xe rôn roi nhanh chóng chạy tới trước cổng bệnh viện, ân Nguyệt Dung trước hết bung dù theo tưởng Vĩ Quốc, Trang Tĩnh Vũ, Diệp Mạn Nhi, vợ chồng Đường Trí Long cùng mọi người cũng nhanh chóng xuống xe, hướng bên trong bệnh viện đi đến. Bảo bối của tôi, Nhất định rất đau a." À. Ân Nguyệt Dung nói xong, người đã nhanh chóng đi vào hành lang dài của bệnh viện, lại nhìn thấy đường Khả Hinh đã được đẩy vào phòng, mà con trai thì vô cùng khẩn trương đứng trước cửa phòng sinh, bà tức khắc thật nhanh đi qua, hỏi con trai, "Khả Hinh thế nào rồi?" Trang Hạo Nhiên khẩn trương nuốt khan nơi cổ họng, nắm cánh tay mẹ mình, gật đầu nói, "Đúng vậy." "Mẹ không cần khẩn trương." "Mẹ tại sao có thể không khẩn trương được?" Ân Nguyệt Dung hai mắt tức khắc rưng rưng, nhớ tới chính mình lúc sinh đứa nhỏ thứ hai chính là lúc sắp sinh lưu sản mà chết, hồi tưởng lại đoạn chuyện cô kia, bà lại vô cùng đau đớn, so với bất luận người nào đều rõ ràng, loại cảm giác chia lìa cốt nhục của mình là loại đau đớn vô pháp bù đắp trên thế giới này. Bà như vậy khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía đèn trước phòng sinh chợt sáng lên, đã lo lắng cho con dâu, lại lo lắng cho cháu nội. Lúc này, tưởng vĩ quốc cùng trang tĩnh vũ, đường trí long cũng nhao nhao chạy tới. Lý Tú Dung nhanh chóng hỏi tình huống con gái, biết sắp sửa sinh, bà cũng khẩn trương xoay người thở dốc, dù sao đây cũng là thai đôi. Diệp Mạn Nghi cũng khẩn trương đứng bên cạnh, sốt ruột ẩn nhẫn im lặng, lại vô cớ cảm giác được ánh đèn trên hành lang bệnh viện lóe ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phòng sinh, bác sĩ phụ sản giỏi nhất đã đổi áo phẫu thuật, mang khẩu trang, nhìn y tá vì đường khả hinh làm tốt tất cả việc chuẩn bị trước khi sinh, mà sinh mệnh kia nghi đã bắt đầu muốn ra ngoài phó chủ nhiệm khoa phụ sản nói, miệng tử cung đã mở. Bác sĩ chính nghe lời này, lập tức đi tới trước mặt đường khả hình, nhìn về phía cô nói, trang phu nhân, bởi vì người mang song thai mà lại lựa chọn chính là sinh tự nhiên, chúng tôi phi thường bội phục ngài vì đứa nhỏ suy nghĩ, thế nhưng trong quá trình đỡ đẻ, nếu như có tình hình phát sinh ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ tức khắc mổ lấy đứa nhỏ ra, điểm này tôi hy vọng người có thể hiểu rõ. Đường khả hình nặng nề nuốt khan nơi cổ họng, đau đến hai mắt đã mơ hồ nhìn về phía bác sĩ trước mặt gật đầu chúng ta bây giờ tức khắc kiểm tra hai thai nhi ở trong bụng mẹ xem có phải hay không ôm chặt cùng một chỗ nếu như hai thai nhi đến cuối cùng vẫn như cũ không chịu buông tay chúng ta khả năng không có thời gian chờ đợi tức khắc mổ bụng bác sĩ lại nói vâng mọi người lại trong nháy mắt gật đầu trong phòng sinh bắt đầu bận bận rộn ngoài phòng sinh mọi người tất cả đều lo lắng chờ đợi đặc biệt là trang hạo nhiên anh thật sự lo lắng đến nói không nên lời. Mà ân Nguyệt Dung thì ngồi ở một bên, sợ đến sắc mặt trắng bệch, trang tính vô cùng trang ngải lâm cũng liền khẩn trương làm bạn. Đường Trí Long cũng lo lắng ngồi ở một bên không nói lời nào, Lý Tú Dung càng không cần phải nói, có lẽ đến sớm một bước, có thể cùng con gái tiến vào phòng sinh. Lúc này tưởng thiên lỗi mới từ trong phòng theo dõi tới đây, nhìn mọi người đều đang lo lắng chờ đợi, thậm chí nhã tuệ cùng lâm sở nhai toàn bộ đều ở đây, anh liền biết phát sinh chuyện gì, trước hết khẩn trương liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, lại ép buộc chính mình làm ra vẻ chấn định, anh im lặng không lên tiếng chậm rãi đi qua, vươn tay nhẹ ấn bờ vai của Trang Hạo Nhiên. Tô Thủy Kỳ cũng ở ngoài phòng sinh, khẩn trương đến không thở nổi. Trong phòng sinh, chủ nhiệm khoa phụ sản mật thiết quan tâm đến tình huống của thai nhi, rốt cuộc mặt bộc lộ nụ cười xoay người, nói, hai bảo bảo rất ngoan, rốt cuộc đã buông nhau ra rồi. Bác sĩ phụ trách đỡ đẻ nghe những lời này, khắc bước nhanh đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nhẹ tay phủ lên trên bụng của cô, thông thả nói: "Trang thiếu phu nhân, vô luận như thế nào, nghênh tiếc một sinh mệnh sẽ vô cùng đau đớn, kỳ thực cũng là đáng giá, làm mẹ thì sẽ có sự dũng cảm." Hiện tại bắt đầu chậm rãi hô hấp, để thân thể mình nhẹ nhõm hơn. Đường Khả Hinh nghe lời này, cô liền thử nhẹ nhàng hô hấp, để than thể mình nhẹ nhõm, nhưng trong nháy mắt cảm giác được trận thống khổ đau đớn trong cuộc đời không có khả năng chịu đựng, đau đến nỗi cô rốt cuộc kêu lên một tiếng. Tức khắc, mưa rền gió dữ, mây đen rậm rạp trên bầu trời, giống như có vô số ma quỷ điên cuồng dao động trong rừng cây, mưa rơi càng lúc càng lớn, toàn thành trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Trang hạo nhiên cùng mọi người đều bộc lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía hành lang thật dài, bên ngoài mây đen rậm rạp kỳ quái kéo đến. Mà Diệp Mạn Nghi thì nghi ngờ nghĩ, mệnh lý sư rõ ràng nói tiếp hôm nay là ngày lành long phượng trình tường, thế nào một tia ánh sáng cũng không thấy. Trong phòng sinh các bác sĩ cùng y tá trên trán đầy mồ hôi, nghĩ rằng lúc này đỡ đẻ là người như thế nào, các cô vừa nhẹ vỗ về bụng đường khả hình, vừa nhìn về người trước mặt. Đường khả hình cả người đã đau đến gần như ngất đi, đại não thậm chí xuất hiện ảo giác, mồ hôi nóng trận trận chảy xuống, theo tiếng kêu đau đớn vừa rồi, cô lại không kêu la thống khổ nữa mà là nắm chắc ga giường tuyết trắng, tùy ý nước mắt chảy xuống, chỉ cần hai bảo bảo có thể khỏe mạnh sinh ra, vẫn như cố cắn chặt hàm răng nặng nề hô hấp mưa rền gió giữ lại từng đợt tập kích mà đến, dường như lay động toàn bộ thế giới, lay động mọi người bên trong bệnh viện nhao nhao quái dị, lay động mọi người bên ngoài phòng sinh khẩn trương lo lắng. Trang hạo nhiên thậm chí không thở nổi, hoàn toàn nghe không nổi tiếng kêu thống khổ của bà xã ở bên trong, lúc này càng làm cho mọi người lo lắng, bà xã của người khác sinh con cũng như vậy. Gió lớn từng trận tán loạn, thậm chí chuyển đến tiếng gió rít. lúc đó khi đôi long phượng chuẩn bị được sinh ra, đường khả hình cuối cùng một trận đau đớn ngửa mặt kêu to, một tia chớp trong nháy mắt từ chân trời đánh thẳng xuống, cơn mưa to tức khắc rầm rầm rơi xuống, dường như huynh đảo tất cả thế gian nước mắt. Bầu trời càng lúc càng trong, một khắc kia một ánh sáng chiếu xuống, thậm chí theo những tán mây, tương hỗ xoay chiết xạ đến, nhanh chóng chiếu sáng khắp vạn vật trên mặt đất. Cửa phòng sinh trong nháy mắt mở ra, bác sĩ phụ khoa quyền uy với vẻ mặt tươi cười, vừa cởi khẩu trang vừa nhìn về phía mọi người nói, chúc mừng Tổng Giám Đốc Trang, chúc mừng Chủ tịch Trang cùng phu nhân. Trang thiếu phu nhân thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng cùng nặng 6 cân, 4 cây di, mẹ con đều bình an. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa khiếp sợ nói không nên lời, Trang hạo nhiên càng kích động hài lòng thiếu chút nữa điên rồi, hai tròng mắt rưng rưng, cả người gần như choáng váng như đổ mốc bật cười run rẩy nghẹn ngào nói, tôi, 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 ta có con gái tôi còn có con trai, trời à. Ân Nguyệt Dung lập tức ô ô ô che mặt khóc lên, tưởng vĩ quốc cùng đường trí long và mọi người cũng vui sướng được nói không nên lời. Đôi long phượng thai này đúng là một kinh hỉ quá lớn. Nhã tuệ cũng nhanh chóng khóc nước lên, không nghĩ đến này nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên trước mặt mình sinh con. Mà tưởng thiên lỗi cùng Tô Thủy Kỳ nghe lời này, cũng từng đợt kích động dương dương cười. Tôi, tôi, tôi bây giờ có thể nhìn nhìn bà xã và con tôi không? Trang Hạo Nhiên thực sự đã kích động nói không nên lời, nặng nề thở dốc nhìn về phía bác sĩ hỏi. Đợi một lúc nữa đi, em gái dựa vào anh trai ngọt ngào ngủ rồi, người mẹ cũng cần thời gian một chút để nghỉ ngơi. Bác sĩ cười rộ lên nói. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, hai mắt anh khuynh khắc hồng hào, thực sự nhịn không được, liền trong nháy mắt gục đầu vào vai tưởng thiên lỗi, kích động rơi lệ. Chương 1364, đại kết cục 104. Chuyện hai bảo bảo được sinh ra lập tức trở thành đại sự, vô số ký giả nhanh chóng phóng tới bệnh viện mong mỏi lấy được tư liệu trực tiếp. Hai đầu bếp trưởng của hai nhà trang tưởng bắt đầu trở nên bận rộn chuẩn bị nấu những đại tiệc ở cứ cao cấp nhất. Mà vô số người hầu trang ra lại nhanh chóng chỉnh lý hai phòng trẻ con thật tốt, lần nữa thu thập phòng ngủ của trang hạo nhiên và đường khả hinh. Dựa theo lời phúc bá đến nơi lấy dược liệu đặt ở phía trên noãn ngọc bởi vì từng có giao hảo nên lúc lấy dược trong tháng cho đường khả hinh đều thập phần cẩn thận nhân vật nổi tiếng trong thương giới toàn thành nghe nói hoàn cầu tổng tài phu nhân sinh hạ long phượng thai thì đều dối giết tỏ vẻ chúc mừng. Ngay cả vương thất Anh Quốc khi biết tin cũng vô cùng mong mỏi bọn họ trong tương lai có thể trở về nước rửa tội. Trương ủy viên và tô triệu thần còn án theo lễ tiết truyền thống của Trung Quốc mà đưa tới lễ vật thần bí chân áp. Lúc này, bệnh viện càng phi thường náo nhiệt, Chú nãi nãi đã dẫn người người hầu bưng lên các loại khẩu vị rượu ngọt đã được đầu bếp nấu tốt bày ra như màu sắc cầu vồng thậm chí có thể nhìn thấy bát canh rượu ngọt hồ điệp phấp phới. Càng là đại gia đình càng chú ý làm việc thiện tích phúc vì đứa nhỏ, người mẹ sau sinh vì phúc hậu của đứa nhỏ đầu tiên sẽ nếm hơn trăm loại rượu ngọt với ngụ ý đứa nhỏ khỏe mạnh bình an lớn lên. Đường khả hình nằm phòng bệnh viếp hưởng thụ cấp bậc săn sóc đặc biệt lại càng vô cùng náo nhiệt. Chúng trưởng bối tiến vào phòng bệnh đều cảm tạ đường khả Hinh đau lòng cô cực khổ, nhất là trang tính vũ vui mừng cười đến không khép được miệng, thậm chí còn nói con dâu thật đúng là yêu thương đúng người, trang gia chúng ta cũng không biết nên thưởng cho con cái gì mới xứng đáng với sự vất vả cực nhọc, chịu khổ của con. Đường khả hình mặc trang phục bệnh nhân màu phấn lam, bím tóc búi sơ, sắc mặt tuy vẫn còn tái nhợt nhưng gương mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc tựa vào trong lòng trang hạo nhiên nhìn về phía chúng trưởng bối có chút suy yếu vô lực cười nói, không vất vả, sinh ra hai bảo bảo khỏe mạnh, cho dù đau cũng là đáng giá hơn nữa còn được ba mẹ thương yêu, con cảm thấy mình đã quá may mắn rồi. Đường Trí Long nghe con gái nhu thuận hiểu chuyện đôi mắt ông đã hiện lên nước mắt, vừa rồi có rất nhiều lời hỏi thăm nhưng chỉ có mình ông trầm mặc kỳ thực nhìn con gái đau đớn như thế là một người cha nội tâm ông cũng đau đớn vô cùng, nhưng vẫn ẩn nhẫn không nói. Bây giờ nhìn thấy con gái sau khi sinh nói lời này ông cảm thấy thập phần an ủi mỉm cười gật đầu. Trang hạo nhiên lúc này kích động ôm chặt hết sức che chở thương yêu đường khả hình, thỉnh thoảng cúi đầu đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, cũng không có kỵ trưởng bối có ở đó hay không không ngừng nhẹ hôn, nhớ tới bộ dạng vừa rồi đau đớn cùng dũng cảm của cô, anh không nhịn được kiêu ngạo cùng tự hào, không ngừng nói thật giỏi an ủi cô. Lúc này, Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng, Tào Anh Kiệt, còn có đám người lâm sở nhai cũng nhao nhao vui sướng đi tới. Mà tưởng thiên lỗi và tô thủy kỳ đồng thời cầm hai bó hoa hồng tươi cũng vừa cười đi tới. Ân Nguyệt Dung lại kêu mọi người tránh ra một chút nhanh chóng cười tiếp nhận canh rượu ngọt từ tay Chu nãi nãi tự mình uy con dâu, không ngừng uy, vui mừng đến mặt mày hớn hở khen ngợi. Mọi người lại một trận vui mừng bật cười. Lúc này, Dĩnh Hồng và Giai Kỳ cất bước cười đi tới nhìn mọi người bên trong phòng bệnh nói, các vị lão gia cùng phu nhân, thiếu gia cùng thiếu phu nhân, hai vị tiểu thiếu gia và tiểu thư đã kiểm tra toàn thân và tắm rửa xong, bác sĩ và y tá đều nói mọi người có thể qua xem một chút. Lời này vừa ra, ân nguyệt dung ánh mắt sáng ngời vui mừng cười rộ lên, thật sao? Trang hạo nhiên cũng kích động ngẩng đầu nhìn mấy vị bác sĩ và y tá đang đi phía sau tiến vào gật đầu. Vợ vừa sinh xong hai bảo bảo cũng được ôm đi kiểm tra thân thể và tắm rửa. Từ lúc tới vẫn chưa nhìn thấy cốt nhục của chính mình kỳ thực bản thân anh cảm thấy rất hồi hộp khẩn trương. Đường khả hình hiểu tâm tình của chồng liền mỉm cười ngọt ngào nhẹ nắm tay anh cố ý nói, đi xem con một chút đi, thật là kỳ quái, rõ ràng chính là song bào thai nhưng bộ dáng lại tuyệt không giống nhau. Hình như em gái bướng bỉnh hơn một chút, anh trai lại nhã nhặn hơn nhưng chúng đều rất đáng yêu. Trang hạo nhiên cười cúi đầu nhìn vợ rồi chậm rãi gật gật đầu, đầu tiên là phân phó chu nãi nãi hảo hảo chăm sóc đường khả hình bản thân thì cùng chúng trưởng bối cùng nhau đi đến phòng trẻ sơ sinh. Ân Nguyệt Dung chạy nhanh nhất, Trang Ngải Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ đứng một bên nhìn bộ dáng mẹ mình như vậy không khỏi bật cười. Phòng trẻ sơ sinh, Chúng hộ sĩ mặc đồng phục màu lam nhạt mỉm cười đi tới vách tường thủy tinh nhẹ nhàng kéo mảnh che màu phấn lam lên, trong nháy mắt ánh đèn chậm rãi tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trên tấm đệm là hai cơ thể trẻ con vô cùng đáng yêu, bọn chúng đang mặc quần áo do cô cô tự tay may theo phong cách anh. Hai cơ thể nho nhỏ phấn nộn dựa vào nhau cùng một chỗ nhất là bé gái thân thể còn muốn nghiêng tới gần anh trai, chóp mũi nho nhỏ khẽ chạm vào y phục anh trai mới bằng lòng bình yên đi vào giấc ngủ. Nghe nói bé gái sau khi sinh vẫn khóc náo không ngừng, các y tá đều cảm thấy thật kỳ quái cho đến khi tiểu bảo bối này dựa chặt vào bên người anh trai bé con mới bằng lòng bình yên ngủ. Bé gái lông nghi thật dài nhẹ rũ xuống, cánh mũi hồng hồng đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn khe mím lại thỉnh thoảng khẽ nhếch, bàn tay nhỏ bé phần hồng linh hoạt cư nhiên đã có chút hít móng tay, ngẫu nhiên rũi thân thể thậm chí khẽ kéo y phục anh trai. Trời à, Ân Nguyệt Dung nhào tới trước cửa sổ thủy tinh đôi mắt tràn đầy lệ nhìn cơ thể hai tiểu bảo bối phía trong vách tường thủy tinh, nhất là nhìn bàn tay nhỏ bé của bé gái cố chấp nhẹ kéo y phục của anh trai, mà anh trai thì yên lặng ngủ, mặc dù vẫn còn là cơ thể phấn hồng nhưng lại có thể cảm giác được đây là một đứa nhỏ ổn trọng nghe lời, mắt nhắm chặt ngủ say, cánh mũi cao cao, môi nhẹ mân, bộ dáng đạm mạc cao quý. Ân Nguyệt Dung đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống như mưa nhìn tiểu nam hài này bộ dạng giống con trai hồi bé như đúc nghẹn ngào khóc thực sự đáng yêu. Trang hạo nhiên lúc này cũng khẩn trương đứng trước vách tường thủy tinh nhìn hai bảo bảo phấn nộn đáng yêu dựa vào nhau điềm tĩnh ngủ, mặc dù còn chưa nhìn thấy quá rõ ràng gương mặt hình dáng, nhưng bộ dáng phấn nộn đáng yêu thật là làm cho người ta vừa nhìn thấy tâm đã chảy ra, nhất là bé gái miệng mân chặt, một đôi tay nhỏ bé cố chấp nhẹ níu anh trai lộ ra sinh mệnh không từ ngữ nào có thể miêu tả, cho tới bây giờ cũng không có thời khắc nào hạnh phúc mê người như vậy, lại lần nữa đôi mắt rưng dưng kích động cười. Thực sự là hận không thể ngay lập tức ôm bọn chúng, lồng ngực vô hạn dâng trào tràn đầy tình thương của cha trang tĩnh vũ tưởng vĩ quốc và diệp mạn nghi còn có đám người đường trí long đều vội vàng chạy tới nhìn thấy hai tiểu bảo bối cũng không khỏi cảm động cười rộ lên chúng ta có thể ôm đứa nhỏ không ân nguyệt dung ngẩng đầu dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn y tá có thể bất quá phải cẩn thận một chút y tá cười quay người tiến vào trong phòng trẻ sơ sinh trước ôm lấy bé trai mang bộ dạng bình tĩnh đạm mạc rồi cất bước ra khỏi phòng Ân Nguyệt Dung mừng đến nói không nên lời vươn tay rất nhanh mà ôn nhu tiếp nhận bảo bối ôm chặt vào trong ngực, tâm mềm ra cúi đầu nhìn bảo bảo quả thực vẫn như cũ bình tĩnh người phần ngủ, ngay cả bàn tay nhỏ bé mở ra cũng yêu nhã như vậy. Mọi người thấy đều hết sức kinh ngạc cười kêu lên, nhất là Diệp Mạn nghi nhìn không khỏi vui mừng nức nở rơi lệ, đường Chí long tinh tế nhìn bảo bối vừa nhìn vừa cười rộ lên, ô kìa, bảo bối này bộ dáng thật giống hạo nhiên nhưng tính cách không giống lắm. Bé trai bình tĩnh hơn một chút, Ân Nguyệt sung mừng đến như chính mình sinh ôm lấy bảo bối này vừa cười vừa nhìn tưởng vĩ quốc tĩnh lặng đứng một bên mắt híp híp cười nhìn tôn nhi bà liền không tiếng động ôm bảo bối đi tới trước mặt ông rất sảng khoái nói, nào. Ông tới ôm bảo bảo. Ai, nhỏ như vậy, không tốt lắm. Tưởng vĩ quốc cố ý quay mặt đi làm bộ chứng trạc đàng hoàng nhưng lại không khỏi quay đầu liếc nhìn tôn nhi quả thật bộ dáng xinh đẹp, phấn nộn đáng yêu khó có được bộ dáng cao quý. Ôm đi, nào. Ân Nguyệt Dung hôm nay thật hào phóng không ngừng cười đưa cho ông. Tưởng Vĩ Quốc nghe Ân Nguyệt Dung nói chắc không phải muốn đùa giỡn mình, lúc biết cuộc sống 10 tháng hoài thai của Khả Hinh nội tâm ông có bao nhiêu nhảy nhót. Bây giờ nhìn đến hai tôn tử đều xinh đẹp đáng yêu như vậy đương nhiên là kích động liền nhịn không được nghe lời Ân Nguyệt Dung vừa muốn vươn tay mang tâm trạng ông nội ôm Tôn Nhi. Ân Nguyệt Dung đã ôm tôn tử xoay người bỏ vào trong lòng Diệp Mạn Nghi, hai người cười ha ha. Tưởng vĩ quốc thu hồi sắc mặt lập tức sinh khí bực tức nhìn ân nguyệt sung nhưng lại không khỏi kề sát người vợ cùng nhau cúi đầu nhìn bảo bảo, thậm chí còn vươn tay nhẹ nắm bàn tay phấn nộn nho nhỏ. Bảo bảo đột nhiên đang ngủ tỉnh lại, bàn tay nho nhỏ mở ra cố chấp nhẹ nắm ngón tay ra ra. Tưởng vĩ quốc hưng phấn sang sảng cười ha ha, ôi, bảo bối này. Lập tức liền biết là ông nội nắm tay hắn. Diệp mạn nhi cũng cười cười tô tuét. Trang hạo nhiên khẩn trương đứng trước cửa phòng bệnh nhìn y tá ôm con gái đưa đến trước mặt mình, tim anh cư nhiên bang bang nhảy, thậm chí khẩn trương sợ hãi bản thân mình ôm không tốt, nhưng vẫn là ôn nhu cẩn thận từng ly từng tí ôm con gái khẽ tựa tiểu thân thể vào trong ngực của mình. Kinh ngạc cúi đầu nhìn con gái nằm trong tã lót bộ dạng nhu thuận ngủ, nhất là bàn tay nhỏ bé nhẹ nắm, tiểu bộ dáng trêu chọc khiến tim anh mềm mại, thật là vừa muốn khóc vừa muốn cười, vội vã ngẩng đầu nhìn cha nói. Cha, mau đến nhìn xem này bé con bộ dáng giống con hay không, trang tính vũ cũng nhanh chóng cười đi tới nhìn bộ dáng yên tĩnh ngọt ngào của tiểu bảo bối, thỉnh thoảng nhẹ nắm nắm tay, nhẹ mím chặt đôi môi có thể nhìn ra con bé thập phần hoạt bát đáng yêu, bé con này bộ dáng thật giống khả hình nhưng tính cách xác thực giống con có chút hoạt bát hơn, ha 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 ha, trang hạo nhiên cao hứng ôm con gái cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác trong lòng mềm mại anh ôm con gái vừa cười vừa cúi đầu nhẹ nhàng dùng mũi ma sát chiêu chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của con cảm giác bé con khẽ nhúc nhích môi giường như muốn hút anh lại một trận kích động cười. Nhìn mấy người lâm sở nhai đi tới anh chợt như nghĩ đến cái gì thật khẩn trương nói, không được. Từ giờ trở đi tôi muốn phái người bảo tiêu bảo vệ tốt con gái của tôi. Vạn nhất tương lai con bé gặp phải nam nhân bắt nạt nó thì làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra mọi người trong nháy mắt cười ha ha. Ân Nguyệt Dung lúc này lại ôm tôn tử đưa đến trước mặt trang hạo nhiên cười nói, hạo nhiên, nhìn thằng bé này thật đẹp trai, mũi rất cao đúng không? Trang hạo nhiên nghe lời này sắc mặt hơi thu lại quan sát bảo bối vẫn nhắm chặt hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn mân chặt nặng nề ngủ. Anh chỉ đáp một tiếng liền ôm con gái cười vui vẻ đi ra. chương 1365, đại kết cục 105. Mọi người đều hạnh phúc, đều hài lòng, đều cao hứng. Trang hạo nhiên ôm con gái yêu thích không buông tay, trực tiếp liền từ phòng trẻ con ôm vào phòng bệnh của vợ mình, vừa ôm vừa thương yêu hôn, đi tới cửa nhìn thấy tưởng thiên lỗi, tức khắc dương cười bước qua, nhưng người đưa con gái mình về phía trước, vui vẻ nói, nhìn xem con gái của tôi này. Giống tôi hay không, hay là giống khả hình hơn, đáng yêu chứ, anh trông cái miệng nhỏ xinh của nó kia, đôi mắt kia, sau này nhất định mắt nước to tròn long lanh, mặc kệ cười hay khóc, đều nhất định đáng yêu chết người. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, cũng không khỏi dương cười ghé sát vào nhìn về phía bảo bối kia, sắc thực trông mềm mại đáng yêu nhưng vẫn là giống mẹ hơn liền nói thực sự rất đẹp rất đáng yêu đến ôm đi cho anh mượn một phút đồng hồ trang hạo nhiên nói xong tức khắc ôm con gái đưa về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi vốn đang do dự mấy phần lại nhìn về phía kia bảo bối kia sắc thực đáng yêu liền nhịn không được tươi cười đưa tay ra thập phần ôn nhu ôm lấy tiểu bảo bối xinh đẹp lúc ôm vào trong lòng tức khắc cúi đầu nhìn về phía cô bé khôn ngoan nghiêng mặt dựa vào vào lòng mình, tim anh trong khoảnh khắc mềm nhún, không nhịn được cười rộ lên nói, nghiêng mặt nhìn càng giống mẹ, không biết có thể thông minh đáng yêu hơn mẹ hay không. Nói cho hết lời, tiểu bảo bối này lập tức nhẹ động đậy ngón tay, trong nháy mắt chạm vào chiếc bút máy cài trước ngực áo tưởng thiên lỗi, dường như chạm vào một vật gì đó vô cùng yêu thích, bỗng chốc vung lên ngón tay phấn hồng cầm qua đây. Hành động này, chọc cho mọi người trong phòng bệnh cười to lên tưởng thiên lỗi tức khắc ôm tiểu bảo bối, cúi xuống dưới ôn nhu nói thế nào. Con thích bút máy của chú sao? Bút máy của chú văn kiện không hơn 100 triệu, là không ký chính thức đâu. Tiểu bảo bối hơi nhắm chặt mắt, nhẹ mím cái miệng nhỏ nhắn, lại tiếp tục nắm bút máy kia vẫy. Nếu như chọn đồ vật đoán tương lai, hành động của bảo bối này, quả thực là vượt trội. Trang tính vỗ xoay người nhìn về phía tưởng thiên lỗi cùng cháu gái bảo bối của mình, cười nói. Trang Hạo Nhiên tính toán thời gian tới, tức khắc ôm con gái lại, lại thương yêu nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, vừa đi tới ngồi xuống bên cạnh vợ mình, vừa cười nói: "Bà xã em xem, xem bảo bối chúng ta đáng yêu chưa kìa. Em nhìn xem có phải là giống em hay không? Thế nhưng cha mẹ đều nói, tính cách của con giống anh. Lớn lên hẳn rất biết pha trò." Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không khỏi bộc lộ nụ cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn thập phần thương yêu. Tràn đầy vô hạn tình thương của người mẹ vươn tay, khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé. Ân Nguyệt Dung lúc này cũng vây quanh tiểu bảo bối cùng Diệp Mạn Nghi vừa nói vừa cười đi tới, nghĩ Đường Khả Hinh vừa sinh xong, muốn cùng nhau trở lại chuẩn bị chuyện lễ sinh cho bảo bối, liền thập phần không nỡ đem bảo bối trước hết để cho Dĩnh Hồng ôm, các bà cùng đi đến trước mặt Đường Khả Hinh, nắm tay cô lại thương yêu nói, Khả Hinh, thật là cực khổ, toàn bộ thời gian mang thai, mang hai đứa nhỏ này thật là chịu rất nhiều khổ sở. Mẹ đi về trước bận rộn một số việc cho hai bảo bối này, vừa hay hôm nay là ngày lành long phượng trình tường, muốn chuẩn bị cho hai đứa bé cái tên thật xinh đẹp, con trước ở đây nghỉ ngơi một chút, sau đó dì Lý sẽ tới, chuẩn bị đồ ăn cho con. Đường khả hình ôn nhu tươi cười, nhìn về phía ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi khẽ gật đầu, nói, được. Cảm ơn mẹ. Trang hạo nhiên lúc này mới đưa con gái giao cho Giai Kỳ, cho cô cẩn thận ôm, chính mình thì Dương cười đứng lên, hộ tống hai người mẹ đi ra bên ngoài, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ cũng không muốn đi, vẫn như cũ đứng ở một bên, đùa giỡn với cháu trai, nhưng không bao lâu sau, dai kỳ ôm bảo bối kia, cư nhiên hòa hòa khóc lên, mọi người liền một trận khẩn trương, đường khả Hinh cũng hơi kỳ quái ngửa người, khẩn trương hỏi có phải hay không đói bụng. Dài kỳ ôm tiểu bảo bối xinh đẹp này, phát hiện ngón tay bé hơi lộ ra, lúc nắm bút máy vẫy vẫy, bộc lộ bộ dáng thật khẩn trương cùng thương tâm, cô càng cảm thấy kỳ quái, nhưng vào lúc này, hộ lý đặc biệt tươi cười đi tới, mới nói có lẽ là em gái như anh trai, bởi vì ở trong bụng vẫn ôm anh trai ngủ. Dĩnh Hồng cùng Giai Kỳ nghe lời này, tức khắc dương cười đặt hai bảo bối này chung lại với nhau, kỳ quái em bé gái tức khắc không khóc nữa, nắm chiếc bút máy mạ vàng dần an tĩnh lại, anh trai tới cuối cùng vẫn thập phần bình tĩnh. Chặt nhắm hai mắt, nhẹ nắm nắm tay, dường như chính là điểm ổn định này, có thể an ủi em gái mình. Đường khả hình ngửa mặt, nhìn về phía hai tiểu bảo bối dựa vào nhau như vậy, cô lập tức cũng một trận đấm lệ cười, có con mới phát hiện, làm mẹ vĩ đại, đây quả thật là cần dốc hết tất cả để yêu thương. Phòng khách kiểu Âu Trang Gia Bà Chu cùng 13 mệnh lý sư đứng trước bàn tròn sảnh đãi khách kiểu Âu của Trang Gia, cầm hai giấy gấm viết ngày tháng năm sinh của hai đứa bé, đặt trong hộp gỗ lim thiêu, tám người hầu thì thong thả bưng lư hương cổ lớn trong lòng bàn tay, nhẹ đặt trước bàn tròn kiểu Âu, đem lư hương nhẹ mở ra, lại đưa tay, đem cho bỏ vào trong hộp, dùng long chim màu trắng nhẹ nhàng cố định, lại dùng ngày sinh tháng để hai đứa cháu của Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần, nhẹ bầy đặt trái phải hai bên, vì cửu ngũ trí tôn thiên mệnh của hai đứa bé. sở quá phúc hậu dẫn đến giảm thọ, cho nên Tô Triệu Thần tự mình đề nghị, trước lập tự cho anh trai, còn em gái thì dùng nhũ danh, cho nên hôm nay mệnh lý sư ngũ hành, phải nhằm vào mệnh cách của hai đứa bé, chọn ra cái tên thích hợp nhất cho bọn chúng. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi thập phần khẩn trương chờ đợi, dù sao đặt tên cũng là đại sự, hơn nữa ngày sinh tháng đẻ của cha cũng bày trước bàn tròn, truyền thống Trung Quốc cho tới nay, đều do cha đặt tên cho con, càng phải nói trong lễ ký khúc lễ thượng cái tên, cũng có trách nhiệm vậy. Mệnh danh, cho nên chỉ ra sự giáo dục như vậy. Người cha đặt tên có ý nghĩa cho đứa bé, chính là bắt đầu giáo dục. Đây là giáo dục, cẩn thủy của nhà nho, khiến cho nó khắc sâu ý nghĩa của cẩn thủy, tức sự thân hành sự, một chữ bắt đầu, phải cẩn trọng, không để cho có chút chậm trễ. Mà hôm nay các mệnh lý sư lấy ra ngũ hành của hai đứa bé, nhìn kim mộc thủy hỏa thổ có điều khiếm khuyết, lại cấm kỵ chữ gì, mới để cho người cha bắt đầu chọn ngày tốt, chuẩn bị đặt tên. Bà Chu không ngừng nghe chúng mệnh lý sư miệng lẩm bẩm, tay cầm long chim màu trắng, nhẹ nhàng chọn chữ giữa lưu hương, cuối cùng cho ra mệnh cách của hai đứa bé, kim mộc thủy hỏa thổ hoàn toàn không có thiếu hụt, hơn nữa lúc bàn quay số mệnh chuyển động, còn có long phi phượng vũ điểm lành, đúng là hiếm thấy, thật sự là trời cao phù hộ. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi nghe nói đến đây, cũng không khỏi kích động mỉm cười. Bên trong bệnh viện, Trang Hạo Nhiên mới vừa ra nghỉ ngơi một chút, cũng đã ôm con gái vào lòng, yêu thích không buông tay, một hồi cảm thấy ánh mắt bé rất đẹp, một hồi lại cảm thấy môi bé cũng rất xinh, một hồi cảm thấy tiểu công chúa này thật là cô bé xinh đẹp nhất trên thế giới này. Vừa đùa giỡn với bé xong, cũng đã nghe thấy tin tức của mẹ truyền đến theo thuyết pháp của mệnh lý sư hai bé cầm tinh long phượng mệnh cách chẳng những kim mộc thủy hỏa thổ tất cả không thiếu còn thu được thất diệu chí tôn mời cha hai đứa bé nghĩ ra cái tên sâu nặng có thể trợ giúp tương lai đứa bé dương cánh bay cao anh nghe lời này hai chồng mắt lóe lên bộc lộ vô hạn tình yêu cùng ôn nhu cúi đầu nhìn về phía con gái lúc này vẫn đáng yêu ngủ thật say thỉnh thoảng không biết bị cái gì làm cho giật mình tỉnh giấc tức khắc nắm lấy bút máy kia hơi dơ lên một chút, anh thấy tức khắc dương cười, nhẹ đùa nắm tay nhỏ bé của con gái, nhẹ nhàng đong đưa. Đường khả hình chậm rãi đem con trai cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Giai Kỳ, mới hờn dỗi, nhìn về phía ánh mắt chồng, biết anh đang suy nghĩ đặt tên cho con gái, liền ôn nhu nói, anh không thể mỗi ngày đều nhìn con gái, cha đặt tên cho con là đại sự, mặc kệ con trai hay con gái đều phải có chút nghiêm túc. Trang hạo nhiên ôm con gái, lúc đang muốn đùa cất giọng cười to, Nghe thấy vợ mình nói như vậy, anh không khỏi hơi thu lại thần sắc, liếc mắt nhìn dai kỳ ôm con trai đang muốn đặt trên chiếc giường nhỏ, dáng vẻ bình tĩnh ngủ say, anh lại lần nữa không lên tiếng, tiếp tục xoay mặt dương cười đùa giỡn với con gái, thậm chí muốn làm bộ nhẹ cướp bút máy của con, bé chính là không cho mình, tim anh không khỏi bốc lên một cỗ dâng trào cảm xúc, nói con gái ngoan, tương lai mọi thứ của cha đều là của con. Tương lai văn kiện cũng cho con ký. Phốc, đường khả hình nghe lời này, không khỏi cúi mặt cười rộ lên, trong cái nhà này anh chính là nghèo nhất. Trang hạo nhiên tiếp tục ôm con gái, nhìn về phía con gái đang say rất nồng, lòng nghi thật dài che phủ xuống, khôn ngoan như vậy, anh tiếp tục khẽ nhách tiểu ý nói, tiểu công chúa của cha, cha đặt cho con cái tên gì thì được đây. Nghe ông nội nói, phải đặt nhũ danh trước, gọi là gì đây? Cha cảm thấy, tên mẹ con là nghe hay nhất. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía trang hạo nhiên ôm con gái, dáng vẻ vẫn đẹp trai như vậy, lòng cô bỗng ngọt ngào. Thời gian từng chút từng chút qua đi, Trang Hạo Nhiên ôm con gái, quả thực yêu thích không buông tay, thậm chí bà Chu dẫn mệnh lý sư tiến vào làm lễ sinh cho hai bảo bối, anh cũng tiếc nuối không muốn buông, đường khả hinh cũng thập phần khẩn trương nhìn mệnh lý sư tay cầm dao nhỏ vô cùng sắc bén, nhẹ cắt một sợi tóc con trai, rất sợ sẽ làm bị thương con trai, chỉ là thời gian tới gần buổi tối, cô hôm nay sau khi sinh xong, thân thể hơi có vẻ mệt mỏi, chờ qua lễ sinh, chịu đựng mệt mỏi, chậm rãi nằm trên giường ngủ. Mà lễ tân sinh này phải ở trang ra đèn đuốc sáng trưng quỳ lại ba ngày, ân nguyệt dung cùng dì lý và mọi người cũng trở về nhà bận rột, lập tức toàn bộ phòng bệnh lặng yên an tĩnh lại, hai bảo bối cũng được hộ lý đưa đến phòng trẻ con, tiếp tục điềm tĩnh ngủ say xưa. Lúc này, trăng sáng như ngân bàn chậm rãi bay lên, tầng mây nhẹ nhàng trôi, dường như thiên cung nghe thường, theo trận gió ngọt ngào, nhẹ quét mà đến. Trang Hạo Nhiên cứ như vậy hiện ra ngoài cửa sổ ánh trăng, An Tĩnh ngồi trên giường bệnh, cúi mặt tinh tế nhìn về phía dáng vẻ nghiêng mặt ngủ của vợ mình, có lẽ thực sự quá mệt mỏi, cô dường như chìm sâu giữa chăn đệm trắng tuyết mà thở, làm người ta nghe không hiểu bỗng thấy đau lòng, người đàn ông này ôn nhu cười, vừa nhìn vợ mình, vừa vươn tay nhẹ nhàng kéo chăn đệm tuyết trắng, đắp nhẹ trên người cô, lại vươn tay nhẹ vén sợi tóc trên mặt cô, cảm thụ được cô bé này lần đầu làm mẹ mang cho mình sự kinh ngạc. Lập tức một trận gió có chút cường thế thổi tới, trăng sáng trong nháy mắt biến mất, theo đó mà đến là trận trận tia chấp từ chân trời bên kia, dường như sấm rền sắp sửa dáng xuống, anh nhanh chóng đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, đem cánh cửa đóng chặt lại, đứng nơi ban công một hồi, cảm giác tiếng sấm tiến gần, anh tức khắc xoay người lạng yên đi ra bên ngoài phòng bệnh, nhanh chóng đi tới trái phải hai bên hành lang phòng trẻ con, vì hộ lý nói em gái dần quen với việc ôm ấp của cha và mẹ. Có thể tạm thời tách khỏi anh trai, để cho bọn họ tách ra ngủ, có lợi cho nghỉ ngơi. Anh trước trầm mặc cất bước đi tới phòng em gái, cách cửa sổ thủy tinh trong suốt kia, nhìn bảo bối quả nhiên khôn ngoan ngủ thiếp đi, trong tay lại vẫn cố chấp cầm cây bút máy, anh hơi lộ ra tiếu ý, hai tròng mắt lóe lên, lặng lặng suy nghĩ một hồi, lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía phòng con trai, tường thủy tinh trong suốt đóng chặt kia, trong phòng chỉ là lóe ra một ánh đèn màu lam nhỏ, anh an tĩnh đứng ngoài cửa, trầm mặc do dự suy nghĩ một hồi, Lúc này mới cất bước tiến lên, nhẹ nhàng xoay khóa tâm, mở cửa ra, đi vào phòng trẻ con. Trên chiếc giường màu lam nhỏ, bảo bối đẹp trai đáng yêu đang nhắm chia đôi mắt, mím cái miệng nhỏ nhắn lại, say sưa ngủ, bộc lộ vẻ bình tĩnh cùng khí chất cao quý, chỉ là hai tay nhẹ nắm, hiện ra bé vẫn có chút cô đơn bất lực, dù sao rời khỏi tử cung mẹ, chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh giường trẻ con, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn cường liệt. Thật sâu cúi mặt nhìn dáng vẻ điềm tĩnh ngủ say của con trai, nghĩ đến con tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn Hoàn Cầu, anh lại hơi nặng nề thở dốc, lồng ngực ngăn từng đợt lửa nóng, nhưng vẫn tận lực kiềm chế, người được làm cha cũng sẽ có mê hoặc, nhưng rốt cuộc nên giáo dục con trai như thế nào mới có thể để cho con thoải mái vui vẻ trưởng thành. Trang Hạo Nhiên ẩn nhẫn một chút nặng nề cùng lo nghĩ xuống đáy lòng, trở lại sự vui sướng của bậc làm cha, nương theo ánh đèn màu lam xuyên qua thật sâu nhìn về phía đôi mắt thập phần mê người của con trai, chiếc mũi cao cao, đôi môi mím chặt, vừa nhìn là biết một đứa nhỏ có cá tính, thực sự đẹp trai, mọi người đều nói nó giống mình. Người này không khỏi nghẹn ngào cười rộ lên, lại cúi người đưa tay, ôn nhu nhẹ chạm vào tay nhỏ bé của con trai. Ai ngờ, cốt nhục thiên tính, máu nồng như nước, bảo bối này dường như nghe được tiếng sấm tiến đến gần, chậm rãi mở tay nhỏ bé, nhẹ nắm ngón tay cha, dường như không cần bút máy kia, cũng có thể cảm giác được ý tứ kế thừa của cha, tay nhỏ bé nắm chặt đến vậy. Trang hạo nhiên hai chồng mắt bỗng ngấn lệ, cảm thụ được bàn tay nhỏ bé kia hình như đã có thể lộ ra ý thức trách nhiệm, anh dùng tình thương của người cha, gần như cảm tính mà đau lòng, rất ôn nhu nói, bảo bảo a, à, vì con có thể hạnh phúc, cha nguyện ý gánh vác sự nghiệp mãi mãi cho đến ngày sánh cùng thiên địa, bởi vì đây đúng là nặng nề lại cần quá trình gánh vác gian khổ nhất. Cậu bé dường như nghe hiểu lời cha, tay nhỏ bé vẫn nằm chặt tay anh, kiên định không buông ra. Một thân ảnh, dần dần xuất hiện ở phòng bệnh, đường khả hình hai tròng mắt đẫm lệ cảm động tựa ở cạnh cửa, nhìn về phía chồng mình đưa tay, nhẹ nắm tay a à con trai, hát bài hát từng học được ở nhà tiểu nhu, cảm tính mà ôn nhu hát, bầu trời tối tăm buông xuống, những vì sao lấp lánh sáng ngời, côn trùng bay, côn trùng bay, bạn lại nhớ đến ai? Sao trên trời rơi lệ, trên mặt đất hoa hồng héo rũ, gió lạnh thổi gió lạnh thổi, chỉ cần có bạn ở bên nước mắt cô trận trận lăn dài, nhưng vẫn cảm động xoay người, mỉm cười đi về phía trước. chương 1366, kết cục 106 hoàn. Thời gian tốt đẹp cuối cùng cũng đã đến. Trang hạo nhiên sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng đã đặt tên cho con trai là Trang Dục Hiên, ý muốn tỏa sáng vạn trược, tên chữ là Huyến, ý muốn con trai anh sẽ trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Còn con gái bảo bối được đặt tên là Trang Hàm Nghệ ngụ ý là mặt trời sẽ tỏa sáng sau những ngày đông tuyết giá lạnh, hy vọng con gái trong tương lai có thể vui vẻ, vươn cao đôi cánh ước mơ đến những chân trời mới. Nhũ danh của bé là tâm ngữ, đại biểu cho việc bé sẽ luôn là trái tim nhỏ của ba mẹ mình. Mọi người nghe thấy tên này, đều tấm tắc gật gù khen ngợi ý nghĩ tên đẹp, nhất là đường trí long thật sự rất thích cái tự, huyến. Tô tĩnh thần nghe xong vui sướng cười to, không hổ là một gia đình hưng thịnh, cha đặt tên cho con trai đồng thời cũng đặt luôn hạnh phúc cho thằng bé, để cho thằng bé có thể vô lo vô tư, không bệnh tật, khỏe mạnh mà lớn lên. Tên vừa gần gũi lại vừa có khí phách, mỗi chữ đều có phân lượng ý nghĩ. Ân Nguyệt Dung vô cùng yêu thích hai đứa, ôm ấp cháu nội cả ngày, một lúc thì tiểu hiên hiên, lúc khác lại tiểu tâm ngữ, tên mới thật dễ nghe làm sao. Đường khả hình tựa ở trong lòng ông xã, hạnh phúc nở nụ cười ánh mắt chan chứa tình cảm của Trang Hạo Nhiên nhìn về phía hai bảo bối, trong lòng cũng có ngàn vạn lời muốn nói, tất cả phải vào giây phút anh được làm cha mới hiểu được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh truyền thừa, mới hiểu được lúc đường Chí long dưỡng dục anh, rốt cuộc đã phải gánh vác trách nhiệm cùng áp lực như thế nào. Thiên chức làm cha, rốt cuộc đã phải kính dâng cùng hy sinh như thế nào. Anh trái lo phải nghĩ rất lâu, sau khi thương thảo cùng với người khác đã quyết định để tưởng thiên lỗi nhận hai đứa là con nuôi, tính cách Tưởng Thiên Lỗi vốn yêu nhã, tâm tư thành thục trầm ổn. Hai đứa nhỏ theo anh học hỏi có thể học được sở trường của anh, bổ sung những chỗ thiếu hụt mà cha ruột của các bé không làm được. Lúc đầu, Tưởng Thiên Lỗi còn nhiều lần thoái thác, nhưng cuối cùng cũng không thể chịu được sự đáng yêu của hai đứa trẻ, nên chỉ còn cách gật đầu đáp ứng. Mọi người sau khi biết tin này cũng vui mừng thay cho hai đứa bé, mà người vui mừng nhất phải kể đến là Dương Trí Long. Ngày hai bảo bối ra đời hoàn cầu xác thực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bà xã của Trang Hạo Nhiên vốn sẽ tiếp tục sự nghiệp rượu đỏ ở trong nước, mà sự nghiệp của anh lại ở châu Âu. Anh thì vừa muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình lại vừa muốn ở bên làm bạn với con trai con gái. Các cổ đông vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Trang Hạo Nhiên sẽ trở về bên châu Âu để chủ trì đại cục. Chính vì thế sau khi tưởng vĩ quốc cùng Trang Tính Vũ Thương Nghị xong liền đưa ra quyết định, cử tưởng thiên lỗi đến châu Âu 3 năm tạm thời tiếp quản sự vụ của Hoàn Á, mà Trang Hạo Nhiên thì ở lại tiếp tục quản lý tập đoàn Á Châu thay Tưởng Thiên Lỗi. Đúng là vẹn cả đôi đường. Tin tức này sau khi được truyền ra ngoài, thị trường chứng khoán hoàn cầu lại được một trận biến động không ngừng, tạo ra rất nhiều sóng gió, cùng khó khăn. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi lựa chọn đồng tâm, đồng lòng hợp lực nghênh đón khiêu chiến, ở trong sự phản đối của các vị cổ đông, sức ép từ thị trường chứng khoán, đưa khách sạn dưới nước tiến lên một bước phát triển vượt bậc sau khi tưởng thiên lỗi bàn giao toàn bộ công việc xong liền tính toán cùng ngày sẽ lên đường đến Anh Quốc. Đông Anh thì bởi vì muốn ở lại trong nước, nên sau một thời gian làm bạn bên người Trang Hạo Nhiên, biết được đã đến ngày Tổng Giám Đốc tưởng phải sang Anh, cô liền khóc không thành tiếng. Tưởng thiên lỗi mặc âu phục màu đen, thu thập tài liệu của mình trên bàn làm việc một cách thỏa đáng, liền nhìn thấy Đông Anh dẫn chúng thư ký, còn có các quản lý cấp cao trầm mặc đứng ở bên ngoài, tâm tình mỗi người đều vô cùng nặng nề. Anh nở nụ cười vừa cầm lấy tập tài liệu cuối cùng vừa nhàn nhạt, nhạt nói, các vị đi theo tôi nhiều năm như vậy, có sóng gió nào là chưa từng trải qua. Tôi cũng chỉ sang anh có 3 năm thôi, rất nhanh sẽ trở về. Cảm ơn mọi người bao năm qua vẫn luôn trung thành đi theo tôi, tôi tưởng Thiên Lỗi có thể đạt được thành tựu cùng sự nghiệp như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào công sức của các vị. Tương lai hy vọng lúc chúng ta hợp tác lại, mọi người đều có thể vui vẻ, không có sự xa cách. Đông anh lúc này đã lệ rơi đầy mặt cô tùy ý để nước mắt chảy xuống nghẹn ngào nói tổng giám đốc ngài để tôi theo ngài đi ngài để tôi theo đi mà ngài một mình đi anh quốc tháng ngày dài đằng đẵng sẽ thật cô đơn tịch mịch tôi sẽ không có thời gian để cô đơn trên vai anh gánh trách nhiệm của hàng vạn người anh mặc dù không muốn nhưng vẫn cố kiểm nén lại sự xót xa cùng đau lòng trong tim anh đơn độc đứng đó không phải còn có tiêu đồng theo tôi sao thời gian này cô cũng nên suy nghĩ một chút cho tương lai của mình trang tổng đã an bài thật kỹ cô yên tâm đi tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi đông anh chưa bao giờ biết sau khi tưởng thiên lỗi rời đi tim cô lại đau như vậy đau đến nỗi khiến cô có cảm giác trái tim như dạn nứt nghẹn ngào nói ngài để tôi theo ngài đi mà tất cả mọi người đều không ai có thể hiểu ngài hơn tôi tôi biết ngài cần gì hiểu trong lòng ngài đang nghĩ gì bên người ngài vốn đã ít người có thể hiểu ngài được như vậy được rồi không cần lưu luyến như thế tưởng thiên lỗi kiềm chế tâm trạng nắm chặt bờ vai đông anh nói ở lại giúp đỡ trang tổng thật tốt chúng ta đều có ước mơ giống nhau cảm ơn cô đã nhiều năm làm bạn bên cạnh tôi như vậy anh nói xong liền nhanh chóng quay người đi ra khỏi phòng tổng giám đốc anh quay lại nhìn cấp dưới cùng các vị quản lý hai mắt rưng rưng nghẹn ngào cúi đầu gọi tổng giám đốc thuận buồm xuôi gió sớm ngày trở lại tưởng thiên lỗi nhìn tất cả mọi người trên mặt nở nụ cười gật đầu đáp ứng sau đó mới đi về phía thang máy. Tâm trạng tiêu đồng cũng nặng nề đi theo sau, thay anh bấm nút. Tưởng thiên lỗi sau khi vào thang máy, mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía đông anh cũng tất cả mọi người đang tôn kính cúi đầu. Có vài nhân viên hai mắt đã đỏ hoe, anh thấy có gì đó như vỡ hòa trong lòng. Thang máy nhanh chóng trượt xuống. Hoác Minh dẫn theo tất cả các quản lý cùng nhân viên của khách sạn Á Châu đứng ở đại sảnh. Nhã tuệ cùng Trần Mạn Hồng bất giác chợt rơi nước mắt, hồi tưởng lại tưởng thiên lỗi một ông chủ tận trách hết lòng cũng vô cùng mị lực. Nhân viên khách sạn dưới sự hướng dẫn của anh, mọi người làm việc đều cảm thấy mỹ mãn, trước sảnh nhiều người đã không chịu được mà khóc sống lên. Từ trạch minh cùng hai nam quản lý khác cũng rơi nước mắt, mặc dù biết đây chỉ là một quyết định tạm thời, nhưng mọi việc trong tương lai sẽ không còn như thuở ban đầu nữa. Lúc này, quản lý hành chính cũng dẫn theo các đầu bếp đôi mắt dưng dưng đứng ở trong đại sảnh khách sạn tâm tình mỗi người đều chẳng khá hơn các nhân viên khác là bao cửa thang máy trong nháy mắt mở ra tưởng thiên lỗi cất bước đi ra lại nhìn thấy tình hình trước mắt anh có chút giật mình tổng giám đốc hoắc minh cùng toàn bộ nhân viên đau lòng cúi đầu hành lễ nghẹn ngào nói hy vọng ngài sớm ngày trở về tưởng thiên lỗi dừng lại bên cạnh thang máy xúc động nhìn bộ dáng tận tâm trung thành của tất cả mọi người nhất là hoắc minh một nhân vật cấp cao như anh cũng không nén nổi cảm xúc mà rơi lệ anh cố gắng cắn chặt răng, nhịn xuống cảm giác không nỡ rời xa, không dám ở lại lâu, nhanh chóng đi về phía trước. Lúc đi qua bên người nhân viên của mình, tim anh như thắt lại. Cố nén lại nỗi xót xa trong lòng, anh ngồi thẳng lên Rolls Royce, ai biết còn chưa có ngồi hẳn trên xe, một chiếc BMW màu vàng thắng gấp ở trước thảm đỏ. Tử Hiền một thân váy dài màu đen, tóc xoăn rũ xuống hai bên vai, hai mắt không ngừng rơi lệ, lao nhanh tới trước mặt tưởng thiên lỗi, vừa khóc vừa cầm tay anh, thiên lỗi anh không được đi một mình, anh đừng rời đi như vậy, anh làm em đau lòng muốn chết, em đi cùng anh, mặc kệ anh có yêu ai, hay không yêu ai em cũng mặc kệ, em muốn đi theo anh. Anh đừng đi một mình có được không em kết hôn với anh, em sinh con cho anh, có được không? Tưởng thiên lỗi đứng trước thảm đỏ, sắc mặt cứng rắn, khôi phục lại vẻ cường thế, lãnh đạm hàng ngày, mắt nhìn thẳng phía trước. Anh đừng như vậy có được không? Anh đừng có cố tỏ ra như thế. Anh, cái người đáng chết này, anh biết anh như vậy sẽ khiến trái tim em đau như thế nào không anh để em theo đi để em bồi bên cạnh anh có được không tử hiền rơi lệ tha thiết cầu xin tưởng thiên lỗi vì sao ai cũng sẽ cảm thấy tôi cô đơn tưởng thiên lỗi hơi ổn định lại mạch suy nghĩ mới bất đắc dĩ xoay người nhìn tử hiền nói em thấy tôi vẫn còn tịch mịch sao yêu nhau không phải chỉ vì nửa kia cảm thấy tịch mịch cô đơn mà lại yêu chính con người của đối phương thế gian này đâu chỉ có tình yêu nếu mỗi người của chúng ta đều coi trọng sinh mệnh của chính mình hẳn đều hiểu rõ chúng ta có trách nhiệm chúng ta có sứ mệnh chúng ta còn có thật nhiều tình bạn tình thân tình yêu tình đồng nghiệp em có dám nói với tôi những thứ tình cảm kia đều không quan trọng với em không trong lòng tôi hiện tại cực kỳ thỏa mãn bởi vì tôi gánh trên vai trách nhiệm mà rất nhiều người không thể làm nổi cuộc đời tôi như thế cũng đủ mãn nguyện rồi tôi đang bước đi trên con đường mình mơ ước mà tình yêu rồi cũng sẽ đến. Tử Hiền đau lòng nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng nhìn về phía Tử Hiền thật sâu mỉm cười nói, tình yêu lớn nhất tôi dành cho em là cùng em chia tay, bởi vì tôi tôn trọng cuộc rời của em. Tử Hiền, em đã từng là vị hôn thê của tôi, cảm ơn em đã luôn làm bạn bên tôi một quãng thời gian dài như vậy. Hãy đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình, tôi chúc em luôn được hạnh phúc. Người đàn ông nói xong, liền thở dài một cái, nhanh chóng ngồi vào rôn roi để tài xế lái xe rời đi. Tổng giám đốc hy vọng ngài sớm ngày trở về, mọi người cùng nhau nói với theo. Tưởng thiên lỗi không có xoay người, khóe mắt ẩn chứa một giọt lệ trong suốt, theo chiếc xe khuất dần trên đường lớn. Tử hiền bất đắc dĩ đứng trên thảm đỏ, khóc giống lên, cảm giác như vừa đánh mất chính bản thân mình một lần nữa ập tới khiến trái tim cô như vỡ vụn. Thời gian cũng giống như một quyển sách, nó mỗi ngày cho bạn mở ra một tờ, nếu như bạn không muốn bỏ qua bất cứ một tờ nào, thì bạn phải hiểu nó, phải nắm được linh hồn của nó. Nếu như bạn đứng trước một tòa nhà cao tầng, bạn có thể không chú ý tới sự hào nhoáng bên ngoài của nó, nhưng không thể không nhìn thấy hàng ngàn cánh hoa vô hình rơi xung quanh nó. Chúng ta đã được trời phú cho đôi mắt tinh anh nhất, chúng ta nhất định phải dùng nó để nhìn ngắm mọi thứ xinh đẹp nhất trên thế gian này, mà không phải là phóng túng tính mạng của mình, không phải là để sinh mệnh thả trôi theo luân hồi. Thượng đế mang chúng ta đến với thế giới này nhất định là có lý do và ý nghĩa của riêng mình. Tựa như bốn mùa không ngừng chuyển tiếp, sinh mệnh của chúng ta cũng như thế. Rốt cuộc ai mới có thể nhìn thấu được mọi thứ trên thế gian này? Vườn nho xa xa mang theo sức sống của mùa hạ tới, cành lá đâm chồi nảy lộc giống như muốn thay một bộ quần áo mới. Chuyện tưởng thiên lỗi đến Anh Quốc nhậm chức, kinh động đến rất nhiều người, đương nhiên cũng sẽ loan đến trang viên. Vì trong quá khứ, mỗi văn kiện về vườn nho này đều do chính tay anh ký, tiền vốn là tự tay anh trao, mỗi bình rượu cũng mang theo tình cảm ấm áp, say mê của anh mà nhưỡng thành. Cho dù sau này có là do Trang Hạo Nhiên quản lý, nhưng điều này cũng không có ngăn được không gian nơi đây cũng như được buồn theo tâm trạng của mọi người. Bác dịch chậm rãi bước trên con đường đến vườn nho, bước chân thả chậm tận hưởng thứ mùi quen thuộc của đất trời cho đến khi trước mặt anh là một vườn nho xanh ngát. Đôi mắt thâm thúy nhìn về phía xa xa, trong đầu không khỏi nhớ đến lời mời tham dự bữa tiệc tròn 100 ngày hai bảo bối của Trang Hạo Nhiên mấy hôm trước. Anh lại sợ gặp lại Trang Ngải Lâm, lại khiến cô giận dữ cùng khổ sở nên anh liền cự tuyệt lời mời. Ngày này chính vào mùa đông năm ngoái, một mình anh cô đơn trong gió tuyết lạnh lẽo. Lâu dần anh cũng đã quen có sự lạnh lẽo này làm bạn rồi, cứ yên lặng như vậy mà tưởng niệm người con gái ấy, ngày đêm tiếp nối. Người đàn ông rơi vào trong dòng suy nghĩ hồi tưởng, anh lặng lặng cúi đầu nhìn về phía giao dại bên ruộng bậc thang, còn có cây, tuyết liên, nào đó, anh không hiểu sao ngồi sổ người xuống, vươn hai tay bới một chút bùn đất, đem một gốc tuyết liên nhổ lên nhìn bộ dáng của nó, thực sự là mọc dễ mới sao. Ánh mắt anh có chút dao động, lại nghĩ tới người phụ nữ nào đó, ngày cô đi tới vườn nho của anh vẫn hận nói, cô hận cây tuyết liên này giống như cừu hận giữa người dành cho người vậy. Anh không khỏi cúi đầu bật cười, khóe mắt cay cay. Một trận gió thoáng qua, mang theo hương thơm ngọt ngào thổi tới mang theo âm thanh xào sạc của những chiếc lá cọ vào nhau tiện đà mang theo tiếng bước chân nhẹ nhàng như xa như gần phảng phất như hòa cùng tiếng gió mới bác dịch tay cầm tuyết liên im lặng trầm tư không hiểu sao lại cảm thấy tiếng bước chân này có chút không bình thường lạ ở chỗ bình thường cả vườn nho chỉ có anh người làm không có việc cũng sẽ không tiến vào anh có chút nghi ngờ quay mặt sang gió càng lúc càng lớn âm thanh, xào sạc, không ngừng truyền đến, giữa rừng nho xanh ngát, cô mặc t-shirt trắng, quần jean xanh, mái tóc dài đến eo buông xóa, trên vai tùy ý đeo thêm một chiếc túi sách thong thả cất bước về phía trước. Bác dịch giống như không thể tin được, người người ngồi đó, tay cầm, tuyết liên, còn chưa kịp buông, liền chậm rãi đứng lên, đón từng cơn gió thổi tới, ánh mắt không rời người con gái trước mặt. Trang ngải lâm cũng lẳng lặng nhìn anh không lên tiếng, chân vẫn cất bước đều đều cho tới khi đến trước mặt anh bác dịch vẫn ngây người, trong đầu không ngừng quẩn quanh những suy nghĩ tại sao cô lại đến đây. Trang ngải lâm cuối cùng cũng nở nụ cười, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, do dự một hồi mới nói, một năm phải có đến hai quý em phải trở lại Paris, bởi vì ở đó còn có tuần lễ thời trang đang chờ em. Thời gian còn lại em sẽ ở đó xử lý một số công việc các nhân. Nhưng nếu như, một số tình huống đặc biệt, ví như em mang thai chẳng hạn, em sẽ quay trở về bên cạnh anh, 10 tháng. Bác dịch nghe thấy lời này, cơ thể rốt cuộc cũng có chút kích động đến run rẩy, nhiều hơn là sự hưng phấn, trong mắt là niềm vui, hạnh phúc, tất cả, tất cả đều xoay quanh người con gái trước mặt. Ánh mắt trang ngải lâm tràn chứa tình cảm nhìn về phía người đàn ông của cô, nụ cười tươi nở lộ trên đôi môi đỏ thắm. Bác dịch cũng cười, anh cúi đầu, trong khoảnh khắc nước mắt lên rơi xuống. Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào nghĩ được, hoàn mỹ rốt cuộc có bao nhiêu kiểu hoàn mỹ, Trọn vẹn rốt cuộc có bao nhiêu cách chọn vẹn, chúng ta chỉ là biết, ở trên cuộc đời này, muốn vươn tới hạnh phúc thì phải trả giá. Không ngừng trả giá, chỉ có trả giá, chỉ có nỗ lực, thành công kia, hạnh phúc kia, tựa như tiếng chuông đến từ thiên đường không bao giờ ngừng vang vọng. Tiếng chuông nơi xa xa, giờ đang nơi đâu? Trong thế giới của tôi, mùa xuân rốt cuộc cũng đã về. Âm thanh xào xạc vẫn không ngừng truyền tới, giữa không gian núi rừng đã từng có một người đàn ông mỗi ngày sáng sớm đều từ nơi này cất bước lên núi đã từng có một người con gái theo đuổi mộng tưởng theo đuổi anh người đàn ông cô yêu nhất trên đời cô gái một thân váy hồng cả người toát ra sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ trên mặt đầy mồ hôi cúi đầu thở dốc còn nhớ khi đó mưa lất phất bay từng cánh hoa đỏ tươi tùy ý buông rơi không biết giờ này cánh hoa ấy ở nơi đâu còn nhớ hay đã quên thế nhưng núi cao vẫn còn đó vẫn vẫn xanh ngát mênh mông cả đất trời. Trang hạo nhiên một thân sơ mi trắng, quần tây, trên mặt là nụ cười thỏa mãn, tay trong tay cùng một người phụ nữ dịu dàng, cùng nhau bước trên những thềm đá. Đường khả hinh mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò xanh, tóc dài buộc gọn sau gáy, trên mặt là nụ cười hạnh phúc theo trang hạo nhiên cất bước đi về phía trước. Em nguyện ý, theo anh lên núi sao, giọng người đàn ông rầm ấm truyền đến. Em nguyện ý, giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ vang lên giống như lời tuyên thệ cả đời bên anh của cô anh có thể đi lên cũng rất nhanh sẽ về với núi rừng vậy anh đi trước em sẽ theo sau em sẽ không cô đơn sao sẽ không vì sao bởi vì ông xã của em đã để cho thế giới này của em tràn ngập sắc màu tràn ngập tình yêu hai người đồng thời ăn ý nở nụ cười thỏa mãn tay nắm tay đi đến đỉnh núi Trang Hạo Nhiên hạnh phúc ôm chặt đường khả hinh vào trong ngực cùng cô nghênh đón từng cơn gió mát, cùng cô tận hưởng cả đất trời. Hai người nắm tay nhau nhìn về rừng cây tràn đầy sức sống phía trước, nhìn về phía thế giới muôn sắc màu. Kỳ thực thế giới vẫn luôn còn rất nhiều kỳ thú mà chúng ta còn chưa phát hiện ra. Chỉ là chúng cũng đang hy vọng chúng ta đi khám phá chúng. Đường khả hinh nhìn bầu trời xa xa nới chân trời như quen như lạ, cô thở dài một hơi, cuối cùng thì ngày này cũng tới trang hạo nhiên cúi đầu nhìn bà xã vui mừng vì trên bước đường dài đã qua anh không hề buông tay cô hai người cứ ôm nhau như vậy đón ánh nắng mai đón gió sớm một lần nữa cất bước đi về phía ánh sáng nơi cuối thiên đường xuân về hoa nở nếu như anh khao khát một giọt mưa em nguyện ý vì anh dâng tặng hạt đầu tiên nếu như anh cần một mảnh lá đỏ em nguyện trao cho anh cả rừng phong cùng những đám mây nếu như anh muốn một nụ cười Em nguyện xin hiến dâng tất cả. Nếu như anh cần người đồng hành, em nguyện ý cùng anh đi khắp thế gian. Xuân về hoa nở, đây là thế giới của em. Mỗi lần nở rộ, đều là hạnh phúc từ tận đáy lòng. Cơn gió nhỏ thổi tới, là em đang cùng ông trời trò chuyện. Hạnh phúc kỳ thực vẫn luôn ở ngay bên cạnh mỗi chúng ta. Đời em. Audio điện tử võ tấn bền hết chuyện hào môn tranh đấu một người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc